Rồi hôm trước thì mình bắt đầu ở cái việc đó là mình đi giới thiệu về những cái khái niệm cơ bản nhất trong cái anh về database. Như vậy thì trong các khái niệm cơ bản là mình đã trải dài, mình đi qua được các cái thành phần như là thế nào là một cái cơ sở dữ liệu, tại sao mình cần lưu trữ cơ sở dữ liệu để phục vụ trong cái việc đó là đưa dữ liệu của mình lên trên máy. Rồi quá trình để phát triển một cái cơ sở dữ liệu mình xây dựng như thế nào, những cái đặc trưng của nó ra sao, những cái loại người sử dụng đối với cơ sở dữ liệu á, thì mình chia thành những cấp độ và những cái hình thức người sử dụng như thế nào, kiến trúc của một cái hệ quản trị cơ sở dữ liệu, các tính năng của một hệ quản trị cơ sở dữ liệu, và phần cuối của mình là những cái khái niệm cơ bản. Thì về cái mô hình dữ liệu này của mình á, quay trở lại một vài slide trước để mình nói lại để mọi người theo kịp cái phần tiến độ. Trong những cái khái niệm cơ bản thì mình có khái niệm về mô hình dữ liệu, về lược đồ cơ sở dữ liệu và các cái cách để mình thể hiện cái cơ sở dữ liệu của mình. Như vậy thì tương ứng với mỗi một cái khái niệm, mình có những cái nội dung mà mình cần phải đi nắm bắt lại đối với cái lượng kiến thức này. Tại vì để có thể xây dựng được một cái database thì cái việc này nó phải là sự tổng hợp của nhiều vai trò. Không thể nào chỉ có một hai vai trò được. Tại sao? Tại vì là mình phải phân tích đủ hết tất cả các requirement từ khách hàng, đủ hết tất cả các yêu cầu, các cái nội dung lưu trữ của họ, nhưng lại tránh rơi vào những cái việc là dư thừa dữ liệu hay là tạo ra cái sự không nhất quán dữ liệu. Như vậy thì bạn thấy là hôm trước đó mình thực hiện thì mình được phép tạo được các cái table trong cái anh database, mà mình sử dụng một cái hệ quản trị cơ sở dữ liệu của mình là mình dùng SQL Server 2014. Như vậy thì bên trong đó muốn tạo được database thì mình phải tạo được cái vỏ database, rồi bắt đầu đi định nghĩa từng cái âm như là table, rồi có thể là table thì lại định nghĩa cấu trúc của table, rồi nhập dữ liệu cho table, rồi tạo khóa chính gì đó cho nó, rồi sau đó lại tạo những cái diagram, tức là những cái lược đồ thể hiện cái relationship, mối quan hệ giữa từng cái anh thực thể bên trong đó. Như vậy cái quy trình làm sao để mình có thể xây dựng được các thực thể đó thì mình phải đi xây dựng từ từ. Như vậy vậy thì trong những cái anh mà để mình đi xây dựng, người ta chia theo từng cái cấp độ, người ta chia theo từng cái cấp độ. Như vậy các cái cấp độ mà cần thiết đối với anh này thì nó sẽ gồm có mô hình dữ liệu nè, nó gồm có lược đồ cơ sở dữ liệu, nó gồm có những thông tin về cách thể hiện cơ sở dữ liệu của mình nó như thế nào. Như vậy thì bây giờ mình đi vào từng phần. Đầu tiên á, mô hình dữ liệu á thì nó gồm là những cái khái niệm biểu diễn về mặt dữ liệu và các cái phép toán xử lý cái dữ liệu đó. Và cái dữ liệu này đi kèm với là những phép toán xử lý tính toán gì. Về phân loại thì nó sẽ có mô hình dữ liệu theo trạng thái đó là mức cao hay là mức cài đặt hay là ở mô hình mức thấp. Như vậy đối với mỗi một cái mức độ đó thì mình sẽ có một cái loại mô hình để mình mô phỏng lại các cái ý tưởng và các cái công việc này phù hợp tương ứng. Thì hôm trước mình cũng đã nói sơ lược về anh này, đó là gồm có mô hình mức cao á. Cái tính chất của mô hình mức cao là nó gần gũi với lại con người mình nhất. Con người tức là cái người sử dụng để đem cái database này mô phỏng từ yêu cầu của khách hàng lên thành ra những cái nội dung, những cái sản phẩm mà lưu trữ được dữ liệu và các cái chương trình ứng dụng phần mềm khác nó có thể nó sử dụng được. Như vậy thì có những cái loại mô hình mà nằm ở cái mức cao này người ta có thể phân chia ra như là mô hình thực thể kết hợp, người ta thường gọi tắt đó là mô hình IA đó ha, hoặc là đọc tiếng Việt là ER đó. Như vậy thì anh này á nó bao gồm cái hai thông tin ha. Thông tin thứ nhất là nó bao gồm những cái thực thể gì, thực thể tức là những cái đối tượng nào. Thứ hai đó là cái mối kết hợp giữa các cái thực thể này với nhau thì chúng nó kết hợp ra sao. Như vậy thì tổng hòa cả hai yếu tố đó người ta được gọi đó là một mô hình thực thể kết hợp. Và loại mô hình thứ hai trong mô hình ở mức cao đó là mô hình về đối tượng. Dạ cô ơi, hình như cô chưa chuyển slide ạ. Các bạn có thấy được màn hình slide chiếu không? Dạ giờ mới thấy ạ. À rồi, ok. Rồi chờ một xíu. Thì cô trình bày lại nha. Có thể là do cái mạng nó như thế nào đó. Rồi chờ một tí. Rồi. Rồi các bạn thấy được slide khi chiếu chưa? Dạ rồi cô ơi.
Rồi, ok, cảm ơn bạn. Rồi mình tiếp tục nha. Rồi bây giờ cái mô hình thực thể kết hợp đó nó gồm có hai thông tin giống như cô nói lúc nãy. Làm sao để xây dựng được các thực thể là các cái đối tượng, làm sao để có được các mối kết hợp giữa chúng nó. Như vậy thì dĩ nhiên á, là phải có một cái chung, một cái tính chất nào đó thì mới kết hợp được. Dĩ nhiên trong cùng một cái cơ sở dữ liệu có khả năng có những thực thể chúng nó không có mối quan hệ trực tiếp với nhau, nhưng chúng nó có một cái sự kết hợp gián tiếp. Thế nào là gián tiếp? Là ví dụ như có một thực thể A, một thực thể B và một thực thể C. A nó có cái sự kết hợp với B, tức là A với B nó có mối quan hệ với nhau theo tính chất nào đó. B nó có mối quan hệ với C, nhưng A với C thì không có. Như vậy thì rõ ràng A với C có mối kết hợp, nhưng đó là mối kết hợp gián tiếp thông qua anh B. Như vậy thì những cái dạng mà cách thức liên hệ như vậy mình phải tự xây dựng được. Dựa trên đâu? Một là dựa trên khách hàng nó nêu rồi mình phân tích yêu cầu của nó. Hai á, là dựa trên đâu? Dựa trên thực tiễn và cuộc sống của mình. Như vậy hai cái yếu tố mà để kết hợp lại thành một cái loại điều kiện nhằm kết hợp với các thực thể, điều đó không có đơn giản. Và cái loại mô hình thứ hai trong mô hình mức cao đó là mô hình về đối tượng, chỉ riêng nêu các đối tượng của mình khi làm việc thôi. Dĩ nhiên bên trong các đối tượng phải có những tính chất và đặc trưng gì được nêu, được cấu thành ở bên trong. Về mặt mô hình cài đặt là loại mô hình thứ hai, mô hình cài đặt nó có đặc trưng là gì? Nó chưa chuyên đưa ra các cái khái niệm người dùng có thể hiểu được, nhưng mà nó không có xa lắm với lại cái cách tổ chức dữ liệu ở bên dưới của máy tính. Đó là giống như nó là sự giao thoa, nhưng nó không rõ ràng được như mô hình thực thể kết hợp. Tại vì sao? Tại vì khi mà xây dựng theo cái kiểu về mô hình cài đặt thì nó chỉ phù hợp, nó tập trung chú trọng vào cái việc đó là cái cách khi mà cài đặt tổ chức dữ liệu làm sao cho thuận tiện và phù hợp nhất. Như vậy thì những anh đó nó cũng sẽ có những cái giới hạn nhất định. Hoặc là mô hình mức thấp đó, là mô hình vật lý, đã nói về vật lý đó là cái cách thức lưu trữ dữ liệu trực tiếp ở trong máy, thì những cái điều đó đó nó là những cái trở ngại nhất định trong quá trình mà mình chuyển tải cái dữ liệu của mình muốn lưu trữ lên máy theo cấu trúc gì. Như vậy thì đây là một cái ví dụ về cái mô hình IA của mình, tức là mô hình ER đó, thực thể kết hợp. Như vậy thì khi mà người ta xây dựng cái anh này đó, thì bạn thấy những cái anh nào mà người ta đang để in đậm là người ta đang muốn mô phỏng nó là một cái thực thể. Còn những cái bên trong thực thể đó nó có những cái mũi tên đánh đi ra thì nó chính là các cái thuộc tính của đối tượng đó. Nhắc lại, thuộc tính hay là trường dữ liệu đó là các thông tin của đối tượng đó mà cần lưu trữ. Và cái anh nào mà nó có cái dấu màu đen á, tức là cái dấu tròn đi ra màu đen, ví dụ như là mã SV nè, mã MH, đó là điều thể hiện của cái việc đó là khóa chính. Mà khóa chính của một thực thể đó là một cái cột thông tin mà khi mình đưa thông tin của các đối tượng khác vào thì từng dòng ngay tại cái thông tin đối tượng chính này không được trùng nhau. À, tức là ví dụ mã sinh viên thì tức là khi mà bạn tạo được cấu trúc dành cho cái đối tượng sinh viên này thì bạn đưa vào đó là nội dung thông tin của sinh viên thứ nhất, sinh viên thứ hai đến sinh viên thứ N tùy vào danh sách mọi người cần đưa vào. Nhưng mã sinh viên là cái đứa không được bao giờ trùng. Như vậy thì những cái anh mà gọi là không được trùng nhau trong quá trình nhập dữ liệu, hoặc nói nôm na nó là chuyên dùng để phân biệt giữa cái dòng record này, tức là cái dòng bản ghi này với lại cái dòng thông tin bản ghi khác, nó được gọi là khóa chính. Còn nếu thể hiện cái sự kết hợp giữa hai cái thuộc tính, xin lỗi, giữa hai cái thực thể là hai cái đối tượng đó, thì người ta sẽ gọi nó là sự kết hợp bằng cái hình, đó là dạng hình thoi. Như vậy thì mọi người thấy cái hình thoi ví dụ đi ha. Điển hình như là mình có ở đây mình có ba thực thể, thực thể S viên, thực thể H phần, tức là viết tắt của từ học phần với lại từ sinh viên thôi. Rồi M học, tức là môn học đó. Như vậy mình có ba cái thực thể. Mỗi thực thể nó đang có được các cái thông tin dữ liệu. Trường dữ liệu có, ví dụ như sinh viên thì có mã sinh viên, sẽ là thông tin không được trùng nhau, dùng để phân biệt đứa này với đứa khác. Tên của sinh viên đó, sinh viên đó thuộc lớp nào, sinh viên đó thuộc ngành học nào. Đối với bảng môn học, tức là thực thể môn học, mình sẽ có mã môn học là dùng để phân biệt giữa môn học này với môn học khác. Sẽ có tên môn học, sẽ thuộc về khoa nào và có bao nhiêu tín chỉ. Đó là những cái thông tin cần lưu trữ với một cái môn học. Đối với học phần thì chỉ cần mã học phần thôi. Rồi bây giờ mình thấy đó là giữa sinh viên với lại học phần nó sẽ có một cái sự kết hợp với nhau, là nếu sinh viên
mà nó học một cái học phần nào đó, thì học phần đó với lại sinh viên sẽ có cái sự kết hợp. Như vậy thì khi mà mình xây dựng cái sự kết hợp là học, thì học này mình biết chắc chắn nó có thể nó sự suy ra được trong cái việc học này là một cái thông tin mà cần phải lưu trữ chắc chắn, đó chính là cái điểm trong quá trình học. Cho nên bạn mới thấy đó là cái kết hợp, cái mối kết hợp học đó, nó lại có một cái trường dữ liệu, đó là trường dữ liệu về điểm. Tương tự đối với lại môn học thì môn học sẽ liên liên hệ hoặc là tạm gọi là kết hợp với lại cái học phần thông qua cái việc đó là môn học đó, nó có mở hay không. Nếu nó có mở thì nó sẽ có mã học phần đi kèm. Như vậy thì khi mà mở thì chắc chắn là phải đi kèm với những thông tin khác cần lưu trữ, như là giảng viên giảng dạy là ai, mở môn học này vào cái mã học phần đó là thuộc vào học kỳ thứ mấy và thuộc vào năm học thứ mấy. Tức là ví dụ như năm 2020, 2021 hay là năm 2021, 2022, được gọi là năm học thứ mấy. Như vậy vậy thì đó là cái sự kết hợp thể hiện thực tế đó. Cái này thì mình nhìn ngoài thực tế thì mình cũng có thể thấy được các thông tin này. Tuy nhiên đối với môn học thì nó có những cái sự kết hợp nhất định của riêng mình nó không? Có. Cái này mới là cái khó nè. Khi bạn xác định được một thực thể, bạn còn cần phải xác định được các cái sự kết hợp của nó có điều kiện gì không cho chính bản thân nó. Đó là nó sẽ có môn học trước và môn học sau. Đó chính là điều kiện với nhau. Môn học này có thể là môn học trước của môn khác. Được chưa? Như vậy thì cũng có thể nó là môn học sau của một môn nào đó. Như vậy người ta gọi cái đó là điều kiện. Và dựa trên những cái việc mà kết hợp như thế này thì người ta mới đi xây dựng thêm, đó là cái gì? Trong quá trình kết hợp, các tính chất, cái mối quan hệ của kết hợp này sẽ là cái gì? Như vậy người ta mới quy định bằng các cái con số ở phía trước cái đối tượng mà mỗi lần người ta tạo một cái mối kết hợp. Thì bạn có nó là 1N, 0N hay là 1, 1. Thì tới chừng mà qua chữ số 2, bạn được nói rõ lại cái mối quan hệ này một lần nữa, khi nào là 1, 1, khi nào là 1N, khi nào là 0N. Bây giờ bạn hình dung, bạn nghĩ một cách nôm na thôi, là ví dụ như giữa sinh viên với là học phần là nó kết hợp với nhau thông qua cái sự kết hợp là học. Như vậy thì một sinh viên có thể đó là học một học phần, cũng có thể là học nhiều học phần, đúng không? Vậy thì một học phần có thể có nhiều sinh viên nhưng cũng có thể là không có sinh viên nào đăng ký. Được chưa? Đó là cái sự kết hợp, tức là hễ có sự kết hợp này thì chắc chắn là ở các bạn sinh viên có thể là một sinh viên, cũng có thể là nhiều sinh viên, nó thuộc vào một cái học phần. Rồi tương tự dành cho đối tượng học phần đi ngược lại, đối với học phần và ứng với môn học thì một mã học phần chỉ ứng với một môn học thôi, được chưa? Nhưng mà một môn học nếu mà không được mở thì có khả năng nó không có mã học phần nào hết. Đó là cái quy luật khi mà tạo nên cái sự kết hợp. Như vậy bây giờ vấn đề làm sao tạo ra được, thì một á là dựa trên yêu cầu thực tế người ta mô tả, hai á là bạn phải dựa trên thực tế khối lượng công việc đó nó diễn ra như thế nào. Mà nếu trong những cái trường hợp của nó, ví dụ như người ta yêu cầu mình đi xây dựng một cái database cho một cái ngân hàng, như vậy thì buộc lòng bạn phải hiểu thêm các cái nghiệp vụ đi kèm. Tức là cô nói ví dụ bạn đi xây dựng database cho cái việc đó là tính vào cái thẻ tín dụng của khách hàng đi, lưu trữ thông tin thẻ tín dụng của khách hàng, thì nó có mô hình vạn trạng, rồi ví dụ như là thêm lãi suất nữa, đúng không? Như vậy thì buộc lòng bạn phải hiểu các cái nghiệp vụ đi kèm để bạn có những cái trải nghiệm thực tế mà bạn đi xây dựng cái database của bạn nó hợp lý. Nói nôm na bạn hiểu được các cái sự kết hợp của nó đó. Cái việc này nó không có đơn giản ha, cái việc này nó không có đơn giản. Rồi, loại mô hình thứ hai là loại mô hình đối tượng, vẫn còn nằm ở mức cao phải không? Mô hình về đối tượng thì tức là nó mô phỏng dưới dạng tất cả các cái mối kết hợp mà mình đã lựa chọn ban đầu á. Cái gì mà nó phát sinh đi kèm với lại cái sự kết hợp ở bên mô hình thực thể kết hợp, nó sẽ tạo thành cho mình đó là một cái thực thể luôn. Hay bên đây nó gọi bằng đúng cái tên đó là mô hình đối tượng. Như vậy thì bên đây ví dụ hồi nãy mình đã có là SV là sinh viên, có học phần, có mã môn học, đúng không? Có môn học thì bây giờ mình sẽ thấy là còn phát hiện thêm một cái điểm nữa. Cái điểm là cái phát sinh ra trong quá trình mà học. Dĩ nhiên chưa kể ở cái việc đó là từ môn học đi ra được cái học phần, nó còn phải có lưu trữ thêm thông tin về giảng viên, rồi học kỳ, rồi thuộc năm mấy. Như vậy là thực tế nó còn có thể tạo ra thêm một đối tượng khác.
Như vậy thì các đối tượng này bên trong sẽ có những cái thông tin là cái gì? Thì nó được cấu trúc theo dạng giống như mô phỏng hơi hơi tương tự với lại cái OOP của mọi người. Tức là cái lập trình hướng đối tượng theo kiểu đó là những cái thuộc tính đi kèm sẽ là cái gì, những cái phương thức được tạo sẽ là cái gì để thực hiện các cái đối tượng này. Vậy ví dụ đối với sinh viên sẽ có tên, có lớp, có ngành, sẽ có các yêu cầu đi kèm, đó là lập thực phát biểu cho sinh viên, in bảng điểm cho sinh viên. Đối với đối tượng điểm là nội dung đối tượng được tạo ra từ hai cái thực thể kết hợp với nhau, hai đối tượng kết hợp là sinh viên với là học phần, thì sẽ có điểm thực hành, có điểm lý thuyết và điểm những cái dự án nhỏ 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 là điểm thành phần đó. Rồi cuối cùng là sẽ có một cái thao tác đó là cập nhật điểm hay là sửa điểm. Như vậy thì những cái thông tin đó người ta trình bày theo dạng thức như thế này. Mỗi một anh tạo ra một cái đối tượng sẽ có các cái thành phần thuộc tính giống như một cái member list trong cái abstract hoặc là class đi kèm với lại những cái phương thức được xây dựng thêm. Thì người ta được gọi những thành phần như vậy là mô hình đối tượng trong thiết kế cơ sở dữ liệu. Rồi, đó là cái loại mô hình thứ hai. Là hôm trước mình dừng lại ở cái việc mô hình này. Tiếp tục đó là mô hình quan hệ. Mô hình quan hệ thì nó là sự bảo hòa, nó là sự bảo hòa. Tuy nhiên nó cũng sẽ thể hiện tất cả các cái thông tin mà mình cần lưu trữ, mỗi một cái thông tin cần lưu trữ ở dưới dạng phân biệt giữa dòng này với lại dòng dữ liệu khác, người ta sẽ xây dựng nó tạo thành một cái thực thể và người ta thể hiện cái mối quan hệ giữa các cái thực thể đó bằng các cái dấu mũi tên, thì người ta gọi anh này đó là mô hình quan hệ. Vậy thì cũng đối với dữ liệu lúc nãy mình cũng sẽ có đó là SV, tức là sinh viên, thì mình thấy đó là đối với thực thể này nó sẽ cần có mã sinh viên, tên, lớp, thuộc ngành học nào, rồi sẽ có mã học phần. Mã học phần là gì? Số lượng, giống như số lượng tín chỉ vậy đó. Rồi mã môn học là gì? Được chưa? Tuy nhiên á, cái số lượng ở trên học phần này á, bạn còn có thể nghĩ là nó không phải là số tín chỉ, tại vì nó có liên đới tới mã môn học rồi. Cho nên cái số lượng này thì có thể gọi là số lượng sinh viên đăng ký cái học phần đó. Như vậy thì tùy thuộc vào cái người khi mà người ta thiết kế, người ta quy định nó ra sao. Còn học phần này nó sẽ có sự liên kết đối với là cái anh đó là môn học. Như vậy môn học thì có đặc trưng là gì? Sẽ có mã môn học, có tên, thuộc khoa nào, bao nhiêu tín chỉ. Và nó sẽ là điều kiện môn học trước của ai, hoặc là môn học trước của nó là ai. Như vậy thì những cái thông tin đó đó, mỗi một cái anh dòng thông tin cần nó gom nhóm lại. Nhóm thế nào vậy sinh viên? Thì nó sẽ tạo thành một cái đối tượng là sinh viên. Đứa nào cần lưu trữ thông tin về điểm số và quá trình học tập của sinh viên thì nó sẽ lưu vào cho cái đối tượng là học. Tương tự dành cho học phần, dành cho điều kiện và dành cho môn học. Như vậy thì sau khi nó xây dựng được các cái đối tượng đó rồi, nó tiếp tục, nó sẽ tìm cái mối quan hệ giữa các đối tượng đó. Nói nôm na, sinh viên với học mối quan hệ là cái gì? Cái thằng học nó sẽ cần phải truy xuất cái mã sinh viên từ bên thông tin của danh sách các sinh viên. Tại vì hệ có cái bảng sinh viên là coi như là trường có bao nhiêu sinh viên là được đưa vào trong danh sách của cái table sinh viên hết, của cái đối tượng sinh viên cả. Như vậy thì mỗi một lần mà nói đó là muốn lưu kết quả học tập của một ai thì buộc lòng là phải biết cái mã sinh viên. Và dĩ nhiên cái sinh viên đó phải thuộc danh sách sinh viên của toàn trường. Như vậy thì cái mũi tên nó được đánh từ cái nơi mà cần tham chiếu tới cái nơi chính gốc. Cái nơi chính gốc thường được gọi là cái nơi mà đối tượng đó là được lưu trữ đầy đủ và được phân biệt, thì nó chính là bên các anh sinh viên. Còn các anh học á, là nó dựa trên cái mã sinh viên mà đã được định nghĩa và đã được gọi là phân biệt ở bên khách hàng sinh viên có rồi, nó lấy qua bên đây để nó cùng hỗ trợ với thêm một thứ nữa, đó là mã học phần, để nó quy ước ra thành một dòng dữ liệu. Tức là hễ cứ nói tới học là phải có hai thông tin mới giúp xác định được một dòng dữ liệu, là phải có biết đó là sinh viên nào đang học và học mã học phần là gì. Chứ không thể nào nói sinh viên có điểm lý thuyết là nhiều, có điểm thực hành là bao nhiêu thì không biết được là nó đang học môn gì. Mà hễ chỉ có nói học phần thôi thì một học phần có rất nhiều sinh viên, cho nên buộc lòng hai cái đứa mã sinh viên với mã học phần nó phải kết hợp với nhau thì nó mới có thể là giúp để mình phân biệt được một dòng dữ liệu ở bên trong cái anh thông tin về học. Mã sinh viên này phải đi kèm với mã học phần này thì mới có được điểm lý thuyết và điểm thực hành.
À, đó là cái sự kết hợp với anh này, thể hiện cái sự quan hệ. Như vậy nó sẽ cho cái chuyện mũi tên đi từ cái nơi cần truy xuất tới dữ liệu gốc để nó sao? Nó tham chiếu cái phần nội dung qua. Và khi thể hiện một cái sự quan hệ như thế này, một cái sự tham chiếu rõ cái mũi tên đi qua, thì người ta gọi đây là dạng xây dựng theo mô hình quan hệ. Rồi, để một vài phút các bạn nhìn với những thành phần còn lại, các bạn coi các bạn có cần trao đổi gì không, hoặc là thắc mắc ở cái thành phần nào, những cái mũi tên ở phía dưới. Còn dĩ nhiên ví dụ như là cái học phần ở bên đây vô tình nó thiếu cái dấu mũi tên đúng không, vô tình nó thiếu cái dấu mũi tên nè, thì bạn suy nghĩ xem đó là từ học phần với lại mã môn học đó, thì cái anh nào sẽ phải cần đánh mũi tên đó là đi qua học phần hay là đi qua môn học. Sao thấy cái mũi tên đánh ở cái chiều nào thì nó hợp lý hơn? Chiều qua môn học không? Cái chiều qua môn học, tức là cái học phần đó nó phải có mã học phần, cái mã học phần đó nó phải ứng như là một mã môn học nào đó đã có ở bài bản môn học rồi. Các bạn lưu ý cái từ đã có, khi nó xây dựng được các mối quan hệ này thì ví dụ như bạn nhập vào một mã học phần nào đó có số lượng sinh viên là bao nhiêu, nhưng bạn nhập vào một cái mã môn học không thuộc mã môn học đã có trong cái đối tượng môn học, thì sao mọi người, cơ sở dữ liệu sẽ không lưu được. Cô nói ví dụ đi ha, trong cái bản môn học sau khi cô tạo cấu trúc bản này xong, cô lưu tổng cộng là có 50 môn, mã từ M1 cho đến M50. Ở chừng mà cô cho cái mã học phần á, cô cho ví dụ như là mã học phần HB001 gì đó, số lượng là 40 sinh viên đi, mã môn học cô đưa vào đó là mã M60. M60 đó nó chưa tồn tại trong bản môn học. Nếu như mọi người đã xây dựng được cái mối quan hệ đúng thì lúc đó database nó sẽ báo lỗi và mọi người không lưu trữ được dữ liệu đó vào database. Cái đó gọi là tính nhất quán đó. Nhờ cái đó là thể hiện được các cái thông tin liên hệ giữa chúng nó với nhau. Cho nên nếu mà chúng nó chưa có, không thể nào mà cái âm bên kia có thể truy xuất được các thông tin đã được lưu trữ trước đó rồi, đồng nhất với nhau. Tương tự đối với lại các anh môn học và anh điều kiện cũng vậy. Đối với điều kiện để nó có thể có mã môn học hay là mã môn học trước thì chúng nó đều phải là những môn học được nằm trong danh sách các môn đã lưu trữ. Cho nên chúng nó là chỉ có mũi tên đi qua cái mã môn học bên bản môn học. Thử bạn cung cấp một cái mã môn nào đó sẽ là mã môn học trước của một mã môn học khác mà không thuộc trong danh sách các môn đã có, thì cái đó là một cái lỗi. Có 50 môn à. Ở trong đó ví dụ có môn cơ sở nhập môn lập trình, môn kỹ thuật lập trình, môn lập trình hướng đối tượng. Cái cô nói là để học môn kỹ thuật lập trình thì phải học môn nhập môn lập trình rồi. Như vậy thì mã của môn đầu tiên, mã môn học đó là mã môn M02 đi, là môn kỹ thuật lập trình. Nó phải có môn học trước là môn M01, là mã môn của môn nhập môn lập trình thì được. Nhưng mà ví dụ nói là bây giờ cái môn kỹ thuật lập trình này nó có một cái môn học trước là M70 nào đó, mà cái M70 nó chưa có bên môn học, tức là danh sách môn học chưa có, thì làm sao trở thành môn học trước? Thì trong trường hợp đó nó sẽ không cho mình lưu trữ cái phần dữ liệu của mình. Thì mình phải xây dựng làm sao để mình đảm bảo được hết mấy cái việc đó. À, giới hạn càng ít cái việc đó là lỗi database càng tốt. Đó là cái việc xây dựng một mô hình quan hệ. Rồi, để cho một vài phút nhìn ba mô hình này xong, có gì thắc mắc thì hỏi nè. Rồi xong cái đó mình qua loại mô hình tiếp theo.
Rồi, không thấy thắc mắc gì mình đi tiếp nha. Mình sang loại mô hình tiếp theo. Mình sang loại mô hình tiếp theo. Thì hồi nãy nhắc lại đó là mình có 3 mức cài đặt mô hình đúng không? Mô hình mức cao nè, mô hình cài đặt và mô hình mức thấp. Như vậy thì mô hình mức cao là gồm có mô hình ER đó, IA đó, ha, mô hình thực thể kết hợp. Rồi mô hình đối tượng. Hồi nãy là mình mới đi qua cái mô hình về quan hệ thì nó chính là mô hình cài đặt. Rồi trong mô hình cài đặt thì nó còn có mô hình mạng và mô hình phân cấp. Còn mô hình mà mức thấp á, thì là dạng mô hình vật lý rồi. Như vậy thì bây giờ mình sang cái loại thứ hai của mô hình cài đặt, đó là mô hình mạng. Nó thể hiện giống như một cái mạng lưới vậy đó. Thì khi đó nó khác với lại mô hình quan hệ ở chỗ nào? Mô hình quan hệ thì mỗi một cái đối tượng, mỗi một cái thực thể nó liệt kê đầy đủ các cái thành phần thuộc tính, tức là các cái trường dữ liệu nó có những cái gì. Còn bên mô hình mạng là chỉ xây dựng giống như là mạng lưới của những cái đối tượng đó liên hệ với nhau ra sao. Như vậy thì ví dụ như giữa sinh viên với lại học phần thì chúng nó sẽ có cái sự liên kết với nhau thông qua một cái mạng lưới, đó là về kết quả học tập. Như vậy tức là người ta sẽ xây dựng đó là sinh viên với lại điểm, rồi kết quả với lại học phần. À, kết quả của học phần thì chúng nó sẽ là hai thông tin được liên kết với nhau để tạo ra một cái anh thông tin, đó là kết quả. Và giữa môn học với lại học phần thì sẽ có một cái mạng lưới kết hợp, đó là cái môn học nó phải được mở và nó liên hệ với lại cái điều kiện thông qua hai cái việc, đó là môn học trước và môn học sau. Như vậy thì cũng cùng một cái thông tin như vậy đó, nhưng mà mình sẽ có những cái cách thể hiện với từng loại mô hình khác nhau thì mình sẽ biểu diễn chúng nó khác nhau. Như vậy mọi người thấy nếu mà nhìn cái mô hình mạng như thế này khá là khó hình dung luôn, khá là khó hình dung, tại vì mình khó xây dựng được các cái thông tin thuộc tính cần lưu trữ cái gì của từng cái thực thể, cộng với lại cái việc đó là nhiều khi mình xác định được các cái thông tin kết quả đằng này kia, nhưng mình khó có thể xác định được có là sao, thông tin nào cần được truy xuất, cần được xây dựng theo thứ tự ra sao, trình tự như thế nào, thì mô hình mạng nó khó mô phỏng hơn là như vậy. Rồi loại mô hình tiếp theo là mô hình phân cấp từng mức độ ra từng mức độ. Cái mức độ từ cái việc đó là tổng quát hóa dẫn đến những kết quả đi kèm sẽ là cái gì. Như vậy thì cái mức mà gọi là kết quả thấp nhất mà mình cần lưu trữ, mình cần quan tâm trong cái việc một cơ sở dữ liệu về thông tin của sinh viên, nó chính là về kết quả điểm. Như vậy thì ở cái mức 1, mức quan tâm đầu tiên đó là kết quả điểm của sinh viên. Dĩ nhiên nó sẽ có điểm lý thuyết thực hành gì đó. Bắt buộc nó sẽ phải liên hệ với hai cái thực thể nó mới có thể biết được điểm của sinh viên. Đó là phải liên hệ với lại thực thể và sinh viên, tức là phải biết đó là sinh viên nào. Cộng với lại sinh viên nó học cái mã học phần là cái gì, tức là phải có tên học phần và có số lượng sinh viên, tức là hai thông tin nó kết hợp với nhau nó mới tạo ra được cái kết quả. Như vậy liên đới giữa cái việc mà về sinh viên với lại về học phần nằm ở mức 2, mình thấy đã là sinh viên thì coi như nó là gốc rồi, nó không còn cần ai tạo ra nó được hết nữa. Như vậy thì chỉ có học phần thôi. Làm sao để có được cái học phần thì bắt buộc là nó phải đi từ môn học mà ra. Như vậy thì môn học nó sẽ nằm ở mức 3. Như vậy cái việc mà nó phân ở từng cái mức độ như thế này, từ chi tiết nhỏ nhất cho đến dẫn đến kéo theo những cái anh nào phải kết hợp để ra được chi tiết đó, thì người ta được phân chia thành từng cái mức độ. Mô hình như vậy nó được gọi là mô hình phân cấp. Rồi, để một vài phút ha, mọi người lướt sơ lại những cái mô hình, có mọi người có thắc mắc cái gì hay không trước khi mình sang một cái khái niệm khác là về một cái lược đồ cơ sở dữ liệu, những cái cách thức thể hiện và các cái ngôn ngữ của cơ sở dữ liệu đi kèm.
Rồi, không thấy thắc mắc gì, đi tiếp nha. Bây giờ mình sang tiếp theo, đó là dựa trên những cái loại mô hình đó đó, thì cái kết quả tạo ra đó mọi người, cái mong muốn của người ta là người ta muốn có cái này, là một cái lược đồ cơ sở dữ liệu, để dựa trên đó họ tạo được cấu trúc table phù hợp. À, tức là cái cấu trúc từng cái đối tượng bên trong cái database của mình phù hợp. Tuy nhiên á, là khi mà tạo thì một là mọi người dùng thao tác bằng tay ha, nói bằng đúng từ dân gian là tạo thao tác tay, là những thao tác mà những buổi đầu này mình tìm hiểu trong phần thực hành. Nhưng mà sau này nó sẽ có những cái ngôn ngữ dành riêng cho về mặt cơ sở dữ liệu, dùng để tạo, dùng để truy vấn, dùng để mọi thứ, chứ không phải là tạo bằng tay là phải ngồi lít chuột phải hay này kia, mà tất cả mình có thể tạo bằng một cái ngôn ngữ lập trình ở đó, thì khi đó lại là một thứ khác. Nhưng những cái việc đó chỉ là cái quá trình mô phỏng để chuyển tải kết quả từ một cái mô hình mọi người đã thiết kế xong đi vào cho máy nó có thể lưu trữ được. Như vậy thì cái sản phẩm mong muốn của người ta trước khi người ta dùng nó để chuyển thể vào máy là cái gì? Là một cái lược đồ cơ sở dữ liệu. Đó là cái người ta mong muốn nhất. Như vậy lược đồ là gì? Là nó sẽ thể hiện lại tất cả các cái thực thể, các cái đối tượng còn có trong cái cơ sở dữ liệu này, đi kèm luôn cả các thông tin về đứa nào là khóa chính dùng để phân biệt với anh này với anh khác, và có một cái mối quan hệ cho biết anh nào cần phải truy xuất đến đối tượng nào qua lại với nhau, tức là tạm gọi có sự kết hợp thông tin với nhau ra sao. Vì bạn nhìn giống như trên slide, nó là một ví dụ cơ bản nhất về một cái lược đồ cơ sở dữ liệu lớp học, giả sử như vậy chẳng hạn, hoặc là một cái cơ sở dữ liệu về điểm của sinh viên. Như vậy thì bạn thấy cần có cái gì? Cần có thứ nhất là một cái thực thể về sinh viên, đúng chưa? Thực thể về môn học, thực thể về điều kiện, thực thể về những cái thông tin kết quả về học phần, tức là mã học phần đó, và những cái thông tin về kết quả học. Như vậy thì dựa trên từng cái thực thể đó, khi mà mình mô phỏng lên, mình sẽ phải dựa trên tất cả các tính chất đã được xây dựng bằng các mô hình thực thể kết hợp, hay mô hình thực thể hay là mô hình đối tượng gì đó không cần biết, nhưng tổng hợp chúng nó lại làm sao để ra được như vậy. Như vậy ví dụ sinh viên thì cần có mã, cần có tên, cần có sinh viên năm thứ mấy và là khoa nào. Chưa kể là người ta còn có thể phân cái việc khoa này ra thành là mã khoa và tên khoa nữa, được chưa? Như vậy thực thể tiếp theo là thực thể về môn học. Mỗi một môn học nó sẽ có mã môn học là đối tượng dùng để phân biệt giữa môn này với môn khác, có tên môn học, có số tín chỉ và thuộc khoa nào. Điều kiện sẽ có môn học trước và môn học sau, nó căn cứ vào cái mã. Rồi có những cái khóa học đi kèm, là gồm có mã những cái khóa học, tức là mã học phần của mình đó, rồi mã môn học thuộc học kỳ nào, năm nào, giảng viên dạy là ai. Rồi những cái kết quả điểm đi kèm là phải có mã của cái khóa học, tức là mã cái học phần đó, mã sinh viên nào và điểm, ví dụ như là điểm tổng kết cuối cùng thôi, điểm là bao nhiêu. Như vậy khi mà bạn xây dựng được các thông tin đầy đủ như thế này, thể hiện được mối quan hệ kết hợp giữa các cái thực thể, thì người ta sẽ gọi chung đây là một lược đồ cơ sở dữ liệu. Rồi có thắc mắc gì thì hỏi nha. Rồi, bây giờ những cái thể hiện là những cái dữ liệu hiện thời, tức là tức thời thôi, được lưu trong cơ sở dữ liệu tại một thời điểm nào đó. Tại vì thời điểm khác có thể dữ liệu nó khác. Cô nói nôm na ví dụ như là về danh sách sinh viên đi. Cái thời điểm này á, sẽ có cỡ khoảng ví dụ 10.000 sinh viên trong toàn trường. Nhưng mà ví dụ cỡ khoảng sau vài tháng, cái có những anh chị các bạn đó là tốt nghiệp ra trường,
Như vậy thì người ta sẽ chuyển những cái danh sách sinh viên này không còn phải là những sinh viên theo học nữa. Như vậy thì danh sách cập nhật khác, đúng không? Và chưa kể, vài bữa lại có những bạn sinh viên năm nhất. Như vậy thì có sinh viên năm nhất vào thì chắc chắn là cơ sở dữ liệu sẽ phải thêm vô. Như vậy thì những cái dữ liệu hiện thời tại một thời điểm nào đó người ta được gọi là những cái thể hiện nhất định tại một thời điểm của cái database, hay nó còn gọi là cái tình trạng của cơ sở dữ liệu tại thời điểm hiện tại. Được chưa? Vậy cái việc này thì nó có khả năng đó là nó có sự thay đổi tức thời. Như vậy thì để làm việc đó là những cái lược đồ cơ sở dữ liệu nè, những cái thể hiện của nó. Bạn cần phải hiểu cái ngôn ngữ làm việc của nó. Như vậy đối với tất cả các ngôn ngữ trong một cái database, người ta chia thành 3 loại chính. Một á, ngôn ngữ chuyên dùng để đi định nghĩa, được chưa? Thực tế nó còn có một loại nữa đó, là 4 loại. Và 3 loại này là 3 loại mà bạn được nghe tới đầu tiên trước. Đầu tiên là ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu, chuyên dùng để xác định ra lược đồ quan niệm, tức là cái lược đồ cơ sở dữ liệu của bạn từ ban đầu bạn có được mỗi một cái thực thể nó có bao nhiêu thuộc tính rồi, bạn xác định được nó sẽ đi kèm với lại dữ liệu gì thì người ta gọi ngôn ngữ đó là ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu, hay người ta còn gọi là DDL, à, viết tắt của cái từ đó, Data Definition Language. Rồi loại thứ hai là ngôn ngữ sau khi bạn đã định nghĩa dữ liệu xong là coi như structure của cái lược đồ cơ sở dữ liệu là đã có rồi. Như vậy thì thứ hai á, là ngôn ngữ dùng để lưu dữ liệu, tức là lưu những thể hiện tạm thời của dữ liệu tại thời điểm nào đó, người ta gọi đó là SDL, Storage Definition Language, là ngôn ngữ định nghĩa các lược đồ trong, phân biệt các cái từ này nha, cái nào mà mới thể hiện cấu trúc nó là lược đồ quan niệm thôi, là ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu. Sau khi định nghĩa xong là structure của nó đã có, cấu trúc của nó đã có, mình lưu trữ dữ liệu vào, nó được gọi là SDL, là lược đồ trong, à, ngôn ngữ lưu trữ dữ liệu. Sau khi lưu thì đối với mỗi một cái loại người dùng khi sử dụng database nó sẽ có những thông tin nó cần thiết khác nhau, tức là có đứa nó quan tâm đến thông tin này nhưng có cái đứa người dùng khác nó chỉ quan tâm đến nội dung thông tin khác. Cái người làm về công tác đào tạo quan tâm tới cái điểm của bạn, nhưng mà cái người làm về công tác sinh viên thì cần quan tâm tới cái điểm rèn luyện, nó lại là một cái mục khác. Như vậy thì mỗi một cái loại người dùng khi tham gia vào trong database họ sẽ có những cái nhu cầu nhất định về cái mặt dữ liệu đó, như vậy họ sẽ định nghĩa ra, hoặc là mình có thể định nghĩa cho họ một cái khung nhìn là họ chỉ nhìn trong đúng cái phạm vi cái khung đó dữ liệu nó được thể hiện như thế nào phù hợp cho nhu cầu của họ, thì người ta gọi ngôn ngữ đó đó là VDL, là View Definition Language, người ta còn gọi là ngôn ngữ định nghĩa lược đồ ngoài. Đó là ba loại đầu tiên mà bạn thường hay nghe nhất, và thêm một cái loại nữa mà giống như bất di bất dịch nhưng mà các bạn vẫn chưa nghĩ tới, đó là nó lưu xong rồi nó làm cái gì, nó phục vụ cho các nhu cầu các công việc, đúng không? Như vậy thì là các cái sản phẩm phần mềm, các cái ứng dụng đi kèm để phục vụ cho dữ liệu đó hoặc khai thác được dữ liệu đó, thì người ta gọi cái loại ngôn ngữ đó đó là ngôn ngữ thao tác dữ liệu, DML. Được chưa? DML. Như vậy thì cái anh này cho phép làm gì? Anh kia lưu rồi, anh kia định nghĩa được các khung nhìn riêng cho từng đối tượng người sử dụng rồi, thì bây giờ nó có thể cho phép truy cập được dữ liệu, xem dữ liệu, thêm, xóa, sửa, tạm gọi những bước này đó là cập nhật, hoặc là những cái cách để nó mô phỏng thao tác dữ liệu ở mức cao và mức thấp theo cái cơ chế có thủ tục hoặc là phi thủ tục để nó làm việc được với các database bên dưới. Như vậy đó là các cái thông tin cơ bản nhất mà mọi người cần tìm hiểu tổng quan về một cái database. Rồi, đó là cái phần slide của chương thứ nhất, được chưa? Và đây là cái phần về tài liệu đọc thêm, cũng như hôm trước đó là cô yêu cầu mọi người về suy nghĩ cái anh này một xíu nha. Tuy nhiên đó là từ từ mình để sang chương sau mình tổng hợp luôn các cái phần bài tập này, được chưa? Rồi, đó là phần chương số 1, mình xong lý thuyết của chương số 1. Trong chương số 1 này thì rõ ràng mọi người nhớ dùm các cái khái niệm cũng như là một số loại đặc trưng của các cái loại mô hình của mình.
Rồi bắt đầu vào chương số 2 đó, mình sẽ đi sang một cái loại mô hình để mình chuyển thể từ cái yêu cầu requirement của khách hàng hoặc là requirement thực tế của cái bài toán đó sang thành xây dựng một cái lược độ quan hệ hoặc tạo ra được cái mô hình đầu tiên trước, để từ mô hình mình tạo ra được cái lược độ cơ sở dữ liệu sau. Như vậy thì trong nguyên cái phần chương 1 này, mọi người có cái gì thắc mắc không thì mọi người trao đổi với nhau luôn. Cô để vài phút ha, để các bạn có gì thắc mắc thì các bạn nêu rồi mình trao đổi. Và sau vài phút nếu như không thắc mắc gì thì mình sẽ qua chương số 2. Cô ơi. Sao em? Nếu mà mốt mình, ý là mình đi làm á, thì khi người ta yêu cầu mình tạo một cái cơ sở dữ liệu thì người ta sẽ đưa cho mình cái lược đồ của dữ liệu á cô. Rồi như vậy, mỗi một cái công việc mà nãy giờ cô nói nó tương ứng với một vị trí việc làm. Bạn chọn định hướng sau này của bạn là bạn đi làm về dev. Dev của bạn là dev như thế nào? Dev về application, tức là bạn chỉ ngồi bạn code ra các cái sản phẩm ứng dụng, database là có đứa khác nó xây dựng rồi. Bạn truy xuất, bạn làm việc với database thôi. Tức là bạn xem, tải dữ liệu lên, thêm, xóa, sửa, thống kê gì đó, nhưng database đã có, là những cái dạng mà bạn làm những cái application. Còn nếu như bạn là dev nhưng mà bạn dev trên các mảng, người ta có chia ra luôn cả trên web, người ta chia ra thành hai mảng cho mọi người đó, là back end với lại front end. Về front end là gì? Là nó chuyên cái nào với lại gần gần với lại cái user interface phía trên, tức là giao diện người dùng ở phía trên. Back end là những cái bạn đó nó truy xuất với lại database phía dưới nhiều hơn. Nhưng nói nôm na, những cái vị trí đó cũng không phải là cái người tạo ra database. Cái người tạo ra database nó sẽ có những vị trí việc làm khác nhau. Thường những người mà đi nhận thông tin từ khách hàng để về chuyển thể nó sang thành mô hình thực thể kết hợp, rồi từ mô hình thực thể kết hợp xây dựng ra lược đồ quan hệ, để lược đồ cơ sở dữ liệu để làm gì? Để cho đứa nào đó nó ngồi nó mô phỏng lại trên máy. Những cái người đó đó, người ta thường là phải đi làm lâu năm trong lĩnh vực này. Tại vì sao? Không phải nôm na mà bạn có thể nghe được một cái yêu cầu rồi bạn ngồi bạn phân tích nó ra được nguyên cái database hay là nguyên một cái mô hình thực thể kết hợp, vì nó không đơn giản các bạn. Giống như cô nói đó, một là bạn phải hiểu nghiệp vụ. Ví dụ bạn gặp khách hàng đó là bên ngân hàng thì sao? Phải không? Như vậy thì bắt buộc sẽ phải có những cái nghiệp vụ. Và bạn phải hiểu nghiệp vụ đó thì bạn mới có thể xây dựng được cái sự kết hợp. Cho nên bạn yên tâm, nếu bạn chọn theo một cái nhánh nào đó thì bạn chỉ làm chuyên về cái mảng đó thôi, chứ không có dạng full stack đâu. Full stack tức là gì? Là bạn làm từ đầu tới đuôi của nguyên một cái ứng dụng, cũng có. Bây giờ nếu có database là người ta có chuyên hẳn một cái bộ phận về data. Yên tâm, cái khâu đó thường á, này nói vui vui ha, những ai mới ra trường ít làm ở cái mảng về phân tích dữ liệu này lắm, hoặc là những cái người mà đi thiết kế database này lắm, thường là những người làm trong mảng này lâu năm, người ta có đủ kinh nghiệm, có đủ sự dày dặn, người ta có đủ luôn cả khả năng để đi học nghiệp vụ của chính cái mảng khách hàng đó, thì người ta mới nhận nhiệm vụ là người ta đi gặp khách hàng, chuyển thể requirement sang thành mô hình thực thể kết hợp. Một xíu qua tới phần chương 2, bạn thấy để chuyển nó là cả một quá trình để chuyển, chứ không phải nói nôm nè. Còn khi mà thực hành ở những buổi đầu này nè, thì tại vì mọi người chưa có biết quy trình để mọi người đi xây dựng một cái mô hình thực thể kết hợp, cho nên mọi người được cô cung cấp sẵn cho những cái lược đồ quan hệ, những cái database, mọi người chỉ có thao tác làm theo, click chuột. Nhưng sau khi học xong mô hình thực thể kết hợp, các bạn sẽ phải là nhận cái yêu cầu từ cô. Các bạn sẽ là người tự xây dựng mô hình thực thể kết hợp, tức là trải nghiệm đó nha, trải nghiệm thực hiện cái thao tác đó. Sau khi ra được cái mô hình thực thể kết hợp, mọi người sẽ tự biến nó thành một cái lược đồ cơ sở dữ liệu và đưa thẳng cái ý tưởng mà thiết kế đó của mình đó vào máy. Vào máy thì có bằng nhiều cách vào máy. Một là vào bằng tay, nhưng mà vào bằng tay chẳng hay vào bằng tay hết á. Giờ vào bằng tay là tức là chỉ có là những người mới beginner thôi, là mấy buổi đầu ấy. Tới chừng mấy buổi sau học cái SQL là toàn bộ những cái mà mình đang làm bằng tay á, mình sẽ làm bằng code. Được chưa? Mình làm bằng code. Từ việc tạo bảng, từ việc chèn dữ liệu, từ việc thay đổi cấu trúc của bảng, từ việc lấy thông tin, cập nhật thông tin, thống kê. Ví dụ như cô nói một cách thống kê coi trong danh sách sinh viên có bao nhiêu bạn là nam,
Bao nhiêu bạn nữ, bao nhiêu bạn là điểm của môn Nhật, môn lập trình là từ 7 trở lên, giả sử như vậy, thì nó cũng phải truy xuất tới database đó. Như vậy thì suốt cái quá trình đó mình sẽ phải làm từ từ. Thì ở cái chương số 2 là cái chương để chuyển thể đó. Cho nên là bạn 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 đừng lo những cái việc này mà bạn làm từ A đến Z, không có đâu. Trong các công ty phần mềm người ta chia ra các vị trí việc làm. Vấn đề là bạn chọn đi theo vị trí việc làm nào. Nếu bạn chọn đi theo lĩnh vực về tester thì tức là bạn là cái người ngồi không chờ cái dự án nó xong. Ha, developer nó có xong hết rồi, nó ra sản phẩm sơ khởi rồi, nó đưa xuống cho bạn, nó kêu bạn test dùm đi coi có lỗi gì hay không. Thì lúc đó bạn chỉ có nhận một cái phần mềm sơ khởi, dĩ nhiên bạn phải có quy trình test, bạn phải học về cái lĩnh vực kiểm thử phần mềm, test hộp trắng hộp đen gì đó của nó, giả sử vậy, bao nhiêu test case, họ phải test hết tất cả các trường hợp đó. Nếu như mà bạn test bạn thấy trường hợp nào lỗi là bạn báo ngược về. Thì cái lỗi đó nó chia ra thành hai loại. Một là lỗi về mặt ngôn ngữ lập trình. Tức là do cái thằng developer, cái thằng ở giai đoạn lập trình viên á, nó chưa bắt hết lỗi. Hai á là do cái thằng ở giai đoạn thiết kế phần mềm. Tức là trước cả cái thằng mà developer. Nó chia module đó, nó chia có vẻ là đó là những cái lỗi lớn đó, ha, những cái lỗi lớn là lỗi về cả hệ thống. Còn trường hợp lỗi thứ ba nữa đó là dữ liệu không phù hợp. Như vậy thì chuyện gì xảy ra? Dữ liệu mà không phù hợp là quay ngược về cái người mà ngồi đi phân tích yêu cầu về dữ liệu. Bạn thấy đó là quy trình về phần mềm, nó là một quy trình khép kín. Còn nếu như tester nó kiểm hết tất cả các test case mà tạm ổn thì cũng không phải ngồi ngồi mừng rỡ đâu nha, mà chỉ biết là tạm thời là nó ổn thôi. À, tạm thời là nó ổn chứ bất kỳ một phần mềm, một sản phẩm nào đều có lỗi hết á. Mình chưa kiểm soát hết thôi. Nhưng vấn đề là người ta xử lý những cái lỗi người ta không kiểm soát được, người ta xử lý như thế nào. Như vậy thì cái khâu database này nè, trong tất cả các application của các bạn nó nằm ở giai đoạn đầu. Có database rồi, thêm các requirement của khách hàng nó đòi phải có chương trình gì phục vụ, chương trình ứng dụng gì, thì có database thì mới nói chuyện tới những thành phần còn lại. Cô nói ví dụ đi, bạn thấy bạn xài cái thẻ ATM, bạn muốn có cái máy ATM, máy ATM thực tế nó là một cái application thôi, được chưa? Nó kết hợp với lại kỹ thuật máy tính để nó có những cái tạm gọi là gì, phần cứng đi kèm hỗ trợ phục vụ cho nó. Như vậy thì bây giờ bạn đưa cái thẻ của bạn vô, cái nó giữ cái thẻ của bạn, và màn hình đầu tiên nó hiện lên là nó kêu bạn nhập username password. Cái bạn nhập vô xong nó phải làm cái gì? Nó phải chạy về máy chủ, nó tra coi cái thông tin của bạn á có đúng như trong cơ sở dữ liệu không. Vậy là bắt buộc phải có cơ sở dữ liệu rồi phải không? Như vậy trên cái cơ sở dữ liệu đó chắc chắn là nó show lên màn hình cho bạn là chỉ có username password, thì ở cơ sở dữ liệu cũng phải có một cái nơi lưu username với lại password, và chắc chắn username đó là không trùng nhau, đó chính là cái số thẻ của các bạn, được chưa? Như vậy đó, cái nó truy xuất xuống, cái nó thấy hợp lý, cái nó trả ngược kết quả lên, à thành công. Như vậy sau khi thành công xong nó hiện màn hình tiếp theo, rút tiền, chuyển khoản rồi đổi mật khẩu, xem thông tin, xem số dư gì đó, đúng không? Đó là rất nhiều cái sự lựa chọn bên trong. Như vậy thì ứng với mỗi một cái sự lựa chọn đó có phải nó đều truy xuất xuống database không? Thì vậy database phải có những thông tin đó thì những cái ứng dụng nó mới có thể truy xuất được. Đó, như vậy thì trong những cái quá trình đó sao các bạn? Database luôn luôn phải là đứa được tạo ra đầu tiên. À, mà yên tâm, cái này nói thiệt nha, sau này đi ra vô các công ty á, không phải bạn là cái người ngồi vinh hạnh bạn được ngồi một cái project mà nó chưa có cái gì từ đầu tới cuối à. Cô nói thiệt à, nhiều khi á bạn làm trong một cái mảng, bạn làm 5 7 năm, bạn làm đúng một cái mảng duy nhất là back end hoặc là front end, hoặc là bạn chỉ biết suốt ngày bạn chỉ đối đầu với lại server hoặc là tạo các cái service đi kèm, các cái framework đi kèm, là bạn thạo một công việc đó ha. Nó giống như đó là quy trình về phần mềm, là nhiều giai đoạn kết nối với nhau, chứ rất hiếm công ty nào cho bạn làm full stack. Mà khi cho bạn làm full stack chưa chắc bạn đáp ứng được yêu cầu của một người làm full stack từ A đến Z, không dễ đâu các bạn, không có dễ giống như mình làm mấy cái đồ án môn học đồ này kia kia nọ đâu. Mà thường á, các bạn ra trường các bạn sẽ được đưa vào những cái project theo kiểu là nó đã có truyền thống mấy năm rồi, thậm chí là cả mấy chục năm. Bây giờ người ta chỉ có muốn phát triển thêm tính năng thôi,
Bạn là cái người tạo ra thêm tính năng như vậy để database nó có rồi, nó có rất lâu rồi. Bạn chỉ việc là bạn ngồi bạn moi móc và bạn thấy à tới đây bạn cần thêm cái gì đó thì bạn đề nghị nó thêm, hoặc là bạn phát triển thêm dựa trên cái nó đã có, chứ bạn không phải, rất hiếm khi bạn là người xây dựng từ đầu. Còn những ai theo về mảng công nghệ phần mềm rất lâu năm, người ta đủ kinh nghiệm, đủ sự dày dạn, có đủ nghiệp vụ thì người ta mới chuyển qua cái mảng gọi là phân tích dữ liệu để nắm nhu cầu từ khách hàng để đi xây dựng database. Ha. Cho nên đó là các cô nói đó, mỗi một cái vai trò công việc mà giống như mình nói, nó là một vị trí việc làm sau này của các bạn. Chứ nó không phải đơn giản là bạn vô bạn ngồi bạn làm database rồi bạn làm giao diện rồi các bạn kết nối dữ liệu rồi các bạn cho bạn show nó lên rồi bạn xử lý. Không, rất hiếm. À, dĩ nhiên những công ty ở mức độ quy mô tạo product bán nhỏ nhỏ cho khách hàng, ví dụ như có một cái shop đó nó là dạng bán hàng online, nó muốn tạo ra cho nó một cái trang web nhỏ nhỏ để nó lưu các cái thông tin món hàng nó bán rồi vậy thôi, thì ở cái đó thì bạn bạn công ty nhỏ lẻ thì bạn code một cách bình thường. Nhưng nếu bạn làm trong các hệ thống lớn thì bạn không phải là người ngồi làm từ A đến Z. À, cho nên phân biệt một xíu về các cái vai trò vị trí việc làm. Rồi, thỏa đáng được cho câu hỏi của bạn lúc nãy chưa? Dạ rồi cô. Rồi, ok. Rồi, các bạn trong chương số 1 còn gì cần trao đổi không? Không, mình qua chương 2 nha. Rồi, không thấy ai trao đổi gì nữa. Qua chương số 2 là bây giờ mới bắt đầu nè. Đó, sau khi tìm hiểu sơ khởi rồi. Bây giờ thực tế đi xây dựng một cái mô hình thực thể kết hợp trải qua những cái gì? Thì cho dĩ nhiên á, cái việc mà bắt các bạn là sau khi học xong được cái chương này hoặc là thậm chí học xong cái môn này mà bạn thiết kế trọn vẹn được một mô hình thực thể kết hợp khó lắm. Thứ nhất, bạn chỉ có kinh nghiệm về phần mềm, đúng không? Thứ hai, khi đưa bạn vào một cái lĩnh vực nào đó mới, bạn đâu có đủ nghiệp vụ đâu. À, bạn không có đủ nghiệp vụ. Mà bình thường á, bên ngoài nói nôm na ha, những ai mà vừa vững về công nghệ, vừa vững về nghiệp vụ, rất là khó tìm. À, rất là khó tìm, chứ không phải dễ tìm đâu. Cho nên là nói nôm na ha, để hiểu được mấy cái anh này, cả một quá trình. Cho nên khi mà mình xây dựng thì mình ở cái mức tương đối thôi. À, mình mới làm quen mình sẽ xây dựng ở mức tương đối, nhưng mình sẽ cố gắng để cho nó tương đối nhất có thể và nó hợp lý với cái mà mình vận dụng. Chứ đừng có là à, em cũng cố gắng tương đối nhưng mà nó không hợp lý. Được chưa? Thì nó không có, nó không có công dụng ở đây. Tức là bây giờ ví dụ một dạng không hợp lý đi, đó là bạn thiết kế đã đời xong bạn nói môn học á là nó sẽ phụ thuộc vào điểm rèn luyện của sinh viên, là thấy nó không ăn nhập rồi đó, phải không? Nhưng một cái vấn đề khác là nếu bạn nói nó được đăng ký môn học hay không là phụ thuộc vào điểm rèn luyện của học kỳ trước đó có trên 50 điểm hay không, giả sử như vậy chẳng hạn. Như vậy bạn thấy cùng một vấn đề nhưng nếu bạn đặt ở nhiều khía cạnh thì cách nhìn nhận nó khác nhau. Mô hình thực thể kết hợp khi bạn xây dựng ra có thể nó không là hoàn hảo nhất nhưng nó phải hợp lý nhất với cách bạn đang sử dụng, không được dư thừa. Nói chung là hạn chế tối đa mức dư thừa, hạn chế tối đa cái sự lặp lại và những cái nào mà nó không cần thiết. À, đó là cái mục tiêu để cho mọi người làm việc với anh này. Chứ còn một người bình thường để người ta xây dựng ra một cái mô hình thực thể kết hợp nó cũng không phải đơn giản. À, bất kỳ một cái requirement nào cũng vậy. Rồi như vậy thì trong chương này á mình sẽ có tổng cộng là 4 mục. À, 4 mục là cái quá trình để mình thiết kế một cái database này. Thứ hai, đi vào cái việc mô hình thực thể kết hợp nó gần có cái gì. Thứ ba, cái cách thiết kế. Và thứ tư là một cái ví dụ cụ thể, là một cái ví dụ cụ thể để cho mình sử dụng. Nhưng trong quá trình mà mình nói từ từ đó thì mình cũng sẽ tập làm quen. Và sau khi mà học xong chương này thì những thao tác ở trong giờ thực hành sẽ là mọi người sẽ phải suy nghĩ xây dựng một cái lược đồ thực thể kết hợp phù hợp để mình mô phỏng lên thành một cái database, một cái lược đồ cơ sở dữ liệu của mình hoàn chỉnh. Mà sau khi có lược đồ hoàn chỉnh, có dữ liệu
mình tiến hành thực hiện các công việc truy vấn bằng tay. Ví dụ, đếm, tính toán, đúng không? Cập nhật, hợp lý hết, tất cả đều có thể cho ra được kết quả phù hợp. Thì như vậy tức là mình tạm thời mình thành công với là cái việc mình thiết kế mô hình từ ban đầu. Nha, như vậy mình đi vào 4 phần. Rồi, đầu tiên mình đi vào cái việc đó là các cái quá trình thiết kế cơ sở dữ liệu. Rồi, đầu tiên là từ ý tưởng. Cái ý tưởng này nó từ đâu? Ý tưởng này là nó từ nhu cầu của khách hàng. Đúng không? Khách hàng đòi cái gì? Khách hàng cần cái gì? Nó muốn phục vụ việc gì? Nó có thể cung cấp cho mình dữ liệu gì? Ví dụ nó nói là nó muốn thực hiện cái công việc đó là tính điểm của nhân viên của nó. Điểm gọi là điểm được tích lũy, điểm cộng, điểm thưởng gì do nhân viên của nó có làm thêm giờ hay không gì đó. Rồi nó nói là nó muốn tính trợ cấp cho nhân viên của nó, tức là phụ cấp thêm, ví dụ như là nhân viên có bao nhiêu con thì ví dụ như là có thể cuối tháng thêm cộng thêm bao nhiêu tiền gì đó, giả sử như vậy chẳng hạn. Rồi ví dụ như là trợ cấp về thâm niên, đúng không? Như vậy thì những cái yêu cầu đó là nó còn dồn vào cho cái việc nó tính lương cho nhân viên. Như vậy thì những cái ý tưởng của công việc đó nó xuất phát từ, một là thực tế bạn cần xây dựng cho ứng dụng, hai là nhu cầu khách hàng. Từ cái ý tưởng này, nhưng đảm bảo ý tưởng đó phải thực hiện được nha. Chứ ví dụ hồi nãy cô nói nó muốn thực hiện là nhân viên của nó có bao nhiêu con, là mỗi tháng nó ví dụ nó cộng thêm, nó là phụ cấp đó là 100.000 trong đứa con, giả sử vậy. Nhưng mà nó không có lưu trữ thông tin, nó không có thể nào cung cấp cho mình được thông tin đó là nhân sự đó có mấy đứa con, thì làm sao không được, thấy chưa? Đâu có cộng chung chung được. Hoặc là ví dụ nói là muốn có cái chương trình đó là ví dụ như là cộng thêm trực tiếp nhân viên nè, sinh nhật vào tháng đó thì tháng đó là tự động sẽ thêm được cái tiền phụ cấp là 200.000, giống như tiền chúc mừng sinh nhật đi. Nhưng mà lưu trữ dữ liệu thì chỉ lưu năm sinh của nhân viên, không có lưu ngày tháng, thì lấy đâu mà thực hiện được ý tưởng đó. Như vậy những ý tưởng này là phải xuất phát từ thực tế và phải có thể hiện thực hóa được. Nha, như vậy từ ý tưởng. Ý tưởng thì mình sẽ thiết kế cái mô hình gồm có các cái đối tượng, tức là những cái entity của mình có những cái sự kết hợp gọi là mối quan hệ đó, cái relation. Tạo được hai cái anh đó rồi, cho chúng nó kết hợp với nhau tạo ra được một cái mô hình nào đó thể hiện được đủ bản chất của các đối tượng cần, cộng thêm sự kết hợp mình tạo ra được lực độ quan hệ. Bắt đầu có được lực độ quan hệ phù hợp, mình chuyển thể nó vô trong hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ đàng hoàng, xây dựng được sự kết hợp của nó, đưa dữ liệu vào là coi như bắt đầu là sao? Hoàn chỉnh một cái database. Như vậy, quy trình này cũng có thể được thực hiện dựa trên theo từng bước cụ thể như sau. Thấy chưa? Đây. Bạn nhìn kỹ. Đầu tiên, từ thế giới thực tế, tức là nói cái này là nó nhu cầu khách hàng hay là bên ngoài đó, bạn cần xây dựng cái gì đó, phân tích yêu cầu. Dựa trên những cái yêu cầu về mặt dữ liệu còn phải có, phân tích những cái quan niệm, những cái lược đồ quan niệm, rồi bạn sẽ thiết kế nằm ở một cái mức logic thôi. Logic tức là hợp lý, đáp ứng được. Sơ lược về các đối tượng thông tin cần lưu trữ. Như vậy thì người ta thường gọi các bước này là các yêu cầu về chức năng đi kèm, phân tích chức năng, đặc tả của chức năng đó. Sau đó sẽ chuyển cái mức từ logic này sang mức vật lý, đó là lược đồ trong, lưu trữ được dạng cấu trúc dữ liệu thế nào. Rồi sau đó là sao? Thiết kế chương trình ứng dụng sau khi đã có được mức vật lý, mức đặc tả chức năng. Rồi cuối cùng thiết kế được chương trình ứng dụng thì dựa trên lược đồ trong để tạo ra được chương trình ứng dụng thôi. Thì toàn bộ cái quy trình mà thiết kế logic trở về phía trên đó, nó độc lập. Tức là nó chỉ phụ thuộc vào thực tế và các yêu cầu. Nhưng bắt đầu khi thiết kế vật lý về mặt dữ liệu, về mặt thiết kế chương trình ứng dụng thì nó sẽ còn phụ thuộc vào cái hệ quản trị của mọi người. Thì trên thực tế thì nó có nhiều ví dụ, như có thể đó là mình xài SQL Server, nhưng mà người khác thì họ lại xài Oracle, đúng không? Có nơi họ lại xài NoSQL, có nơi họ lại xài đó là MongoDB, rất là nhiều. Như vậy thì mỗi một cái nơi, một cái hệ quản trị cơ sở dữ liệu của mình đó, nó sẽ quy định về mức vật lý cũng như cái cách mình thiết kế chương trình ứng dụng. Thì nhiều khi ở đây học là SQL, nhưng mai mốt cái chừng ra đi làm á, làm với là Oracle, phải không? Nhiều lắm, bình thường lắm cái gì hết.
đã làm một số những cái bước nó sơ lược về quá trình thiết kế một cái database. Đây, bây giờ mình sang cái việc đó là đây từ ý tưởng đúng không? Đây từ ý tưởng làm sao có được một cái mô hình thực thể kết hợp. Thì để hiểu xây dựng được một mô hình thực thể kết hợp, đầu tiên mọi người phải nhớ những khái niệm cơ bản của nó trước. Thứ nhất, thế nào là thực thể, thế nào là thuộc tính, thế nào là mối kết hợp, thế nào là lược đồ thực thể kết hợp, và thế nào là một khái niệm về thực thể yếu. À, đó là những cái khái niệm cơ bản mà mình cần làm quen. Rồi, đầu tiên, một mô hình thực thể kết hợp nó được dùng để thiết kế cơ sở dữ liệu ở mức quan niệm. Nó biểu diễn theo kiểu là hơi trừu tượng cấu trúc của cơ sở dữ liệu. Người ta dùng cái từ trừu tượng nha. Lược đồ thực thể kết hợp người ta còn gọi bằng cái từ đó là Entity Relationship Diagram. Các bạn thấy trong cái anh SQL Server của mình đó là có cái anh sau khi đã tạo database xong mình nó có cái diagram, thấy không? Thì bên trong cái lược đồ thực thể kết hợp nó có cái gì? Nó có tập hợp tất cả các thực thể, nó có cái thuộc tính, à, thuộc tính là gọi attribute đó, có các mối quan hệ relationship giữa các cái thực thể đó, à, giữa các cái thực thể đó. Như vậy thì bây giờ mình đi vào từng anh, mình coi cái từng cái anh này nè, nó là cái gì ha? Vậy đầu tiên là tập thực thể là cái gì, rồi thuộc tính nó là cái gì, mối quan hệ nó là cái gì, để nó có thể tạo thành được một cái lược đồ thực thể kết hợp. Tại vì phải có ảnh thì nó mới quy định được cái sự kết hợp giữa các cái đối tượng trong một cái database. Vậy đầu tiên tập thực thể thì mình sẽ có khái niệm là một thực thể là một đối tượng của thế giới thực, tức là một cái đối tượng của mình, một cái thông tin, một cái gì đó mà mình mô hình hóa nó là sự tổng quát. Ví dụ mình nói đó là một thực thể sinh viên, một thực thể khoa, một thực thể môn học, hoặc là ví dụ như trong ngân hàng một thực thể nhân viên, một thực thể về khách hàng, phải không? Như vậy thì những cái anh mà về thế giới thực mà nó có những cái sự tương đồng mình cần lưu trữ lại thì nó được gọi là một thực thể, chứ không phải là hai thực thể nha, lưu ý giùm. Một thực thể, tập hợp những thực thể giống nhau nó tạo thành một tập thực thể. Như vậy chú ý nha, thực thể nó gọi bằng cái từ đó là entity, còn đối tượng á, nó là một cái object, nó là một cái object. Tập thực thể đó là entity set, lớp đối tượng là class of object. Như vậy thì nếu như mà mình có được thực thể, mình có được đối tượng, mình có được tập thực thể, mình có được lớp đối tượng, thì những anh này nó chính là cấu trúc của dữ liệu chứ nó không phải là thao tác trên dữ liệu. Tức là mình đang nói về mặt thực thể này nó có những cái thông tin gì, nó có cấu trúc thông tin ra sao. Cô nói ví dụ như nó tập thực thể về sinh viên thì mình biết là nó sẽ có các thông tin là mã, tên, ngày tháng năm sinh, điểm trung bình gì đó, vân vân và vân vân. Những lớp đối tượng đi kèm với nó sẽ có những cái gì, được chưa? Chứ không phải là thao tác trên dữ liệu. Thao tác tức là gì? Là tạo, là thêm, là xóa, là sửa. Cái bước này nó chưa tới, được chưa? Cái bước này nó chưa tới. Như vậy hãy nói tập thực thể là đang nói tới việc bạn xây dựng cấu trúc của một cái loại dữ liệu nào đó trong thế giới thực. À, đó là khái niệm đầu tiên, tập thực thể. Rồi, để cho 1 2 phút đọc nhớ cho nó nhắm. À, hình như có bạn nào nói xin zone vào mà sao zone vào lớp trễ dữ vậy không biết đâu rồi. Đây rồi, vào lớp trễ quá chừng rồi, quay trở lại rồi, để cho 1 vài phút đọc cái này. Nó nhắc lại nha, nó là cấu trúc chứ đang chưa nói gì đến thao tác với nó hết. Tức là bạn làm sao từ thế giới thực, bạn dựa trên yêu cầu bạn thấy à bạn cần phải có cái đối tượng này, tại vì nó có nhiều đứa và mỗi đứa nó có chung những cái thông tin mà bạn cần lưu trữ, thì tức là bạn đang xây dựng cấu trúc lưu trữ của nó đó. Ví dụ như cô đưa ra một cái yêu cầu, cô nói là bạn hãy xây dựng cho cô một cái database phục vụ cho cái việc đó là cô có một cái nhà hàng, một cái nhà hàng bán đồ ăn nhỏ nhỏ, cô có món ăn,
mỗi món nó có một cái số tiền khác nhau. Cô có thuê vài nhân viên, mỗi nhân viên nó có những ca làm khác nhau. Cô muốn mà xây dựng cho cô một cái database để phục vụ cho cái việc là sau này cô sẽ có một cái ứng dụng phần mềm khách có thể order đồ ăn, tức là order theo kiểu trực tuyến luôn. Khách lên khách chọn món này là tự động, khi khách chọn món này là nó biết số tiền đi kèm, nó ra bill của mình sau khi mà khách chọn xong luôn. Rồi cái thời điểm đó nhân viên nào trực để cô chấm công luôn trên đó, rồi cuối cùng cuối tháng cô trả lương thôi. Rồi ví dụ nó làm thêm giờ hay gì đó thì cô thưởng thêm cái tiền phụ cấp. Như vậy thì bạn dựa trên cái yêu cầu đó của cô thôi, thì bạn thấy là bạn cần xây dựng thực thể gì sơ lược thôi nha. Thứ nhất là bạn phải lưu được thông tin của nhân viên. Nhân viên thì phải có người này phân biệt với nhân viên khác, cho nên phải có mã nhân viên, đúng chưa? Tên nhân viên, ngày tháng năm sinh gì đó của nhân viên, địa chỉ của nhân viên. Rồi cái gì nữa, phải lưu được một cái thực thể khác, số ca làm của nhân viên, tức là coi như hồi nãy là cái bảng nhân viên nhưng phải có một cái bảng khác, tại vì một nhân viên nó có thể làm nhiều ca, cho nên không thể nào mà trong cái bảng nhân viên nó có thêm một cột nữa là cột ca. Như vậy rồi thì đứa nào dùng để phân biệt, mã dùng để phân biệt, mà mã của đứa nhân viên thứ nhất là một dòng thì bạn ghi đó là ca ca sáng đi, thì làm sao bạn có thể ghi được cái mã cũng là nhân viên thứ nhất mà là ca chiều, tại vì chúng nó không được trùng nhau, phân biệt mà, được chưa? Đó là cái thứ nhất, nhân viên. Rồi thêm một cái bảng là ca làm của nhân viên. Cái ca làm của nhân viên á, thì nó sẽ phải phụ thuộc vào mã nhân viên cộng với là cái ca làm đó của nó, cộng thêm là nó làm vào ngày mấy nữa. Tại vì nhiều khi nó làm một tháng không tới 30 ngày, nhưng mà 7 ngày đầu nó làm ca sáng, và 7 ngày sau nó làm ca chiều, 7 ngày kia nó lại quay lại làm ca sáng. Như vậy đó là mình thấy mình có hai thực thể rồi. Thực thể thứ ba là thực thể về món ăn. Món ăn thì sẽ phải có mã món ăn, tên món ăn, giá món ăn đi kèm, phải chưa? Rồi thêm có thực thể gì nữa không? Có thực thể gì nữa các bạn? Thực thể về hóa đơn tính tiền, đúng không? Đó, mình thấy sơ lược là mình cần phải có bốn thực thể phụ thuộc vào những cái anh như vậy, và mỗi một thực thể mình biết được là nó cần lưu thông tin gì. Như vậy mình đang nói về mặt mình xây dựng cấu trúc của dữ liệu nha. Đó là cái cách để bạn xác định được những cái thực thể nào bạn cần lưu trữ. Như vậy tất cả thì nó phải đều dựa trên thực tế, đúng không, hoặc dựa trên nghiệp vụ trực tiếp trong lĩnh vực mà mọi người đang làm việc với nó. Rồi bên đây nó hơi ồn một xíu nha, chưa khó nha. Rồi đó là khái niệm về tập thực thể. Rồi một cái ví dụ nè, một cái quản lý đề án của một công ty, được chưa? Quản lý đề án thực hiện của một công ty. Như vậy thì một đề án, nói vui vui thôi, là một đề án thì có thể có nhiều nhân viên làm, phải không, đúng chưa? Một nhân viên, bạn thấy đó là nó thực hiện được bao nhiêu đề án. Rồi chưa kể đó là nhân viên đó thì bạn quản lý nhân viên đó thế nào, nôm na những thông tin sơ lược đó là như vậy. Như vậy thì mình thấy là tập thực thể thì một nhân viên đó là một thực thể, tập hợp các nhân viên thì nó là tập thực thể, một đề án nó là một thực thể, nhưng mà tập hợp các đề án nó là một tập thực thể, một phòng ban nó là một thực thể, nhưng mà tập hợp nhiều phòng ban nó là một tập thực thể. À, đó là những khái niệm sơ khởi nhất ra này. Rồi tạm dừng lại ở việc này, nói về thực thể để cho vài phút các bạn suy nghĩ. Cô nói bây giờ ví dụ như bạn liệt kê cho cô thử các thực thể bạn cần thực hiện trong một cái việc đơn giản nhất thôi, là bạn mô tả về cách thức để lưu trữ thông tin khách hàng của một ngân hàng. Cô nói thông tin về khách hàng thôi nha. Khách hàng nó có thể gì? Gửi tiền, có thể rút tiền, dĩ nhiên là nó phải có số tài khoản ở bên trong đó. Và khi nó rút tiền hay là nó làm cái gì, nó gửi tiền á, cũng phải có sự giao dịch. Giao dịch thì phải biết đó là nhân viên giao dịch là ai, đúng không? Thời điểm nó giao dịch. Đó, mô phỏng như cô sơ lược nhỏ nhỏ thôi, mới cắt lát một phần thôi chứ không có hết đâu ha. Chứ về ngân hàng nó nhiều thứ lắm. Tức là chỉ có quan tâm tới cái việc đó là khách hàng tới giao dịch với nhân viên nào. Giao dịch thì có thể là gửi tiền, có thể là rút tiền. Bạn suy nghĩ cho cô đúng những yêu cầu đó thôi, xem là
cần bao nhiêu thực thể? À, cho vài phút ha. À, cho 10 phút đi. Tới 2 giờ 32 ha, 2 giờ 32. Rồi xong rồi cô sẽ hỏi thử. Nhắc lại nha, chỉ là khách hàng đi tới gặp nhân viên của ngân hàng thực hiện giao dịch rút tiền, gửi tiền. Cô cho cô nghe đó là gồm có những thực thể gì? Trời sao bạn vào trễ vậy? Rồi, 10 phút nha.
Rồi, đâu bây giờ trao đổi nha. Bây giờ chắc cô mở bên đi ha. Mình vẽ trên đó cho nó dễ. Rồi bây giờ mình đang nói tới mối quan hệ về khách hàng của một ngân hàng đúng không? Có bạn nào xung phong không? Bạn nghĩ là mình sẽ bao gồm những thực tế gì? Dạ em thưa cô. Rồi, leo đi bạn. Dạ em nghĩ là cần có thực thể, đầu tiên là thực thể nhân viên, rồi thực thể khách hàng, thực thể có thể là mã nữa, mã thẻ, thực thể giao dịch. Khách hàng, rồi thẻ, Dạ. rồi giao dịch đúng không? Dạ. Là bạn cần bốn thực thể. Rồi bạn Đúng. có thể nêu sơ lược cấu trúc của bốn thực thể mà bạn nghĩ là mỗi thực thể nó sẽ lưu cái gì không? Dạ, tức là thực thể nhân viên thì sẽ có mã nhân viên, đó là khóa chính. Thực thể khách hàng thì chứng minh nhân dân, họ tên, rồi số Khoan tiền. khoan khoan khoan, thực thể của nhân viên có mã nhân viên luôn hả? Dạ còn nhiều thứ không? Thì Ví số giờ, dụ hai ba thông tin đi để cho người ta biết. đó, số giờ làm, rồi chi nhánh làm. Mã nhân viên đúng không? Dạ. Còn bắt buộc phải có thứ nữa đó là tên nhân viên phải Tên không? nhân viên. Mà đụng tới nhân viên đó là mình ví dụ mình cho thêm thông tin của nó đi, đó là ví dụ như năm sinh đi ha. Dạ. Rồi ví dụ như là nó thuộc chi nhánh phải không? Thực tế Rồi. nha các bạn, cái chi nhánh này nó có thể rã ra một đối tượng nữa, đó là đối tượng chi nhánh gồm có mã chi nhánh và tên chi nhánh. Dạ. Đó, mình đang mới nói mình cắt lát thôi cho nên mình chưa lấy hết. Anh này là khóa chính. Rồi, Rồi. khách hàng. Khách hàng thì có chứng minh nhân dân, họ tên. Chứng minh nhân dân nó gọi là nó lấy theo mã khách hàng đi. Bởi vì chứng minh nhân dân nhiều khi á, nó mà khi mà nó tìm dữ liệu nó tìm lâu lắm, học cấu trúc dữ liệu giải thuật rồi mà phải không? Dạ, mới học xíu rồi. Ủa mới học xíu hả? Mới học xíu thì nói một xíu. Đó là nếu mà bạn lưu mã khách hàng mà bạn lưu theo số căn cước công dân á, hoặc là số chứng minh nhân dân á, thì có phải là các khách hàng đến với bạn đâu phải là người ta có số căn cước công dân tăng dần phải không? Nhiều khi nó khách hàng nó thuộc nhiều tỉnh, người ta Dạ. là thường trú ở tỉnh khác nhưng mà người ta đến làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, cho nên cái số căn cước công dân nó cũng khác. Cho nên nói nôm na là quy luật của các số căn cước công dân không có quy luật cụ thể phải không? Dạ. Thì bạn tự tạo ra một cái mã mới dành cho bạn, đó là mã khách hàng. Dĩ nhiên mã khách hàng này nó cũng phụ thuộc vào mã căn cước công dân thôi, nhưng mà nếu cái gì mà bạn tự tạo thì bạn cho quy luật cho nó được không? Dạ được. Được, cho nên thường người ta sẽ tự tạo ra một cái quy luật, đó là mã khách hàng, hiểu ý không? Khách hàng nào tới trước, khách hàng nào tới sau, trong cái mã đó người ta còn có cái cách đặt như vậy nữa nè. Ví dụ đó là những khách hàng tạo thẻ vào năm 2015 thì cái mã thẻ nó sẽ bắt đầu bằng mã của ngân hàng, là ví dụ như cô nói ví dụ như ngân hàng Agribank đi thì bắt đầu bằng chữ A G đi, Dạ rồi. rồi tới của thành phố, chi nhánh của thành phố Hồ Chí Minh là chi nhánh số 1 đi, rồi lại thêm tới đó là năm 2015 thì nó sẽ là 2015, rồi mới tới bắt đầu tới cái mã phía sau. Như vậy thì khi mà người ta duyệt theo kiểu cấu trúc dữ liệu đó, sử dụng cây nhị phân tìm kiếm mà lưu trữ, là bạn thấy bạn có lợi một cách cực kỳ. Bạn sắp thứ tự của khách hàng xong mà muốn đi tìm kiếm khách hàng cực nhanh phải không? Dạ. Đó thì bây giờ các bạn mới thấy đó là để thiết kế cái này, việc đầu tiên tại sao các bạn trải qua mấy môn cơ sở ngành là như vậy. Mình tổng hợp lại như vậy thì thứ nhất nó có mã khách hàng, rồi có tên khách hàng đúng không, rồi Dạ. ví dụ giống như bạn nói nó phải có số căn cước công dân, rồi ví dụ một số thông tin như linh tinh ngày tháng năm sinh gì đó phải không, quê quán địa chỉ gì đó. Rồi Dạ tiếp rồi. tục thẻ thì có gì? Sẽ có lưu số tiền. Có cái gì để phân biệt không? Phân biệt thẻ đứa này với thẻ đứa khác. Mã thẻ không? Rồi nó cũng sẽ có mã thẻ. Dạ. Rồi, mã thẻ Liên sẽ kết là được với tức là liên kết được với những ngân hàng nào? cái đó tính sau đi, Loại cái đó cũng qua bên, cái đó cho mở rộng. loại loại thẻ cô. Mã Có thẻ, VIP à đúng loại thẻ tức là giống như là thẻ Visa hay là Đúng thẻ rồi cô. Mastercard gì đó phải Dạ. không, rồi cái gì nữa?
gì nữa, trả lớp luôn, ráng coi, bốn chục bốn mấy đứa ráng suy nghĩ ra. Dạ ba khách hàng cô. Đúng rồi, cái thẻ này nó phải đi kèm với khách hàng là gì chứ, đúng không? Phải biết đó là của khách hàng nào, cho nên bắt buộc trong thành phần thẻ phải biết đó là của khách hàng nào, và của khách hàng nào thì có thể phân biệt thông qua mã khách hàng chứ không thể qua căn cước công dân. Tại sao, ai ai giải thích được cái này? Dạ tại vì mã khách hàng là khóa chính của khách hàng, mình có thể truy cập thông qua cái khóa chính đó. Nhưng mà bây giờ ví dụ cô nói cô lấy căn cước công dân thì cũng là biết của đứa đó. Cô bảo là tìm kiếm lâu rồi. À, thì bây giờ giả sử bây giờ là tìm kiếm lâu là cô đã sử dụng lưu trữ mã khách hàng rồi, hiểu ý không? Nhưng cô nói là bây giờ cô không cần mã khách hàng, cô cần căn cước công dân thôi. Căn cứ công dân có hơi đổi hả cô? Thì update thôi, mỗi lần update xong thì xách cái tờ giấy với công an mới chứng nhận rồi đi ra ngân hàng thôi phải không? 5 phút xong. Cô là vì căn cước công dân không thể tạo ra bằng mã khách hàng ạ. Căn cước công dân không thể tạo ra mã khách hàng, đâu dùng nó để tạo ra mã chứ. Ý là nó không do ngân hàng tạo ra ạ. Không do ngân hàng tạo ra thì đâu sao, mình đã có cái cách để mình quản lý nó bằng mã khách hàng rồi. Nhưng Trong mình những trường hợp mất thẻ bị người khác đánh cắp thì người khác có thể lấy cái công dân vậy chứ em nghĩ truy thẻ em không đánh cắp cho em không, em không mất số căn cước công dân. cập. Mấy đứa này nó còn hiền diệu quá trời, thực tế mấy đứa làm cơ sở dữ liệu thực tế cho cô, cho nên cô nói cái nghiệp vụ nó là như vậy, thực tế thôi. Em nghĩ là một khách hàng đó có thể có nhiều thẻ. Đúng rồi, khách hàng nó có thể nó làm ví dụ nó mua vô ngân hàng nào, Vietcombank, đứa nào làm ATM bình thường nội địa, đứa nào làm visa khác liền, thấy không? Cho nên nó cứ tra theo mã khách hàng nó phù hợp hơn là chứng minh nhân dân hay là căn cước công dân là như vậy. Được chưa? Thực tế lấy hai cái đó cũng được, nhưng mà lấy hai cái đó thì nó dư. Lấy hai cả cả hai cái đó thì nó dư chứ không có cái gì hết trơn. Nhưng mà báo luôn đó là không có ngân hàng nào mà nó để cái căn cước công dân làm cái khóa chính đâu. Kết hợp làm khóa chính thì có. Nha, kết hợp làm khóa chính thì có, tức là có thể nó kết hợp với lại mã khách hàng chung với lại căn cước công dân làm khóa chính được, là tức là phải là ví dụ đi ha, căn cước công dân đứa này ghi số đó là số 10, được chưa? Căn cước công dân là số 10, nói ví dụ vậy thôi chứ không phải căn cước công dân số vậy ha. Mã khách hàng là mã khách hàng 01 đi, M01 nào đó, thì M01 cộng với lại số 10 mới là một khóa chính. Chứ nếu như mà M01 cộng với lại số 9 nó cũng không phải là khóa chính, là nó không có trùng với lại M01 và 10. Tuy nhiên không ai cài đặt như vậy, được chưa? Không ai cài đặt như vậy, ta thấy dư không hợp lý. Mã khách hàng không bao giờ cần đứa khác để phân biệt hết, mã khách hàng là duy nhất ha. Đó cái sự khác nhau. Còn cô nói ví dụ đi, đứa nào đó lỡ con không biết, tại nói như vậy là có đứa nó sẽ hiểu nè. Em tạo lần đầu tiên á, em tạo bằng chứng minh nhân dân, em chưa có đổi căn cước, em đi vô ngân hàng em tạo cái thẻ, cái sau đó em làm mất thẻ đó, em không có đi làm lại thẻ chứ thực tế em đi làm lại được đúng không, em không có đi làm lại thẻ. Nhưng sau đó em đi làm căn cước công dân, em cầm cái căn cước công dân em đi vô em mở tài khoản khác, nó cho đúng không? Nhưng nếu nguyên nhân tại sao nó cho, tại vì số căn cước công dân với lại số chứng minh nhân dân không khớp nhau. Một số ngân hàng ha, xin giấu tên nha, chứ không, cái này không có nói tên được nha. Một số ngân hàng bạn chỉ cần trùng số căn cước công dân hoặc số chứng minh nhân dân, nó sẽ nói bạn đã tạo rồi, nó tạo lại cho bạn, nó cấp thẻ mới, chứ nó không cung cấp mã khách hàng mới. Hoặc bạn có cái thẻ đó rồi nhưng mà bạn bỏ mất cái thẻ đó, bây giờ bạn đi làm cái thẻ khác, nó vô nó tra theo căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân, nó biết bạn đã từng có cái thẻ số 1, nó nói bạn đã có rồi, bây giờ nó cấp lại cho bạn thôi. À, nó cấp lại đúng cái mã thẻ đó thôi, nhưng có một số ngân hàng nó cấp mới hoàn toàn.
đi ra mà thử thấy ngân hàng nào cấp mới, tức là biết cơ sở dữ liệu của nó lưu trữ theo hình thức khác, chỉ phụ thuộc vào mã khách hàng, không quan tâm đến mã thẻ. Mã thẻ một khách hàng có thể có nhiều thẻ, một căn cước công dân có thể có nhiều thẻ. Thì mỗi một cái cơ chế lưu trữ như vậy, ngân hàng nào người ta chọn cơ cấu nào đó là chuyện của người ta, bạn không có can thiệp được. Tại vì mình đâu phải là đơn vị thi công cái application cho họ hay là database cho họ, phải chưa? Đó, thì mình sơ lược thôi, mình nói mô phỏng. Cho nên cô mới nói thiết kế là chỉ hợp lý với cách mình sử dụng. Như vậy ở đây á, mình nói là thẻ sẽ có mã thẻ là khóa chính, được chưa? Rồi có loại thẻ. Cái thực tế á, nó gồm có mã hình thức thẻ. Nếu mà phát triển rộng ra đó, nó còn có một cái thực thể khác, đó là thực thể hình thức thẻ. Thì nếu như mà hình thức thẻ loại như thế này thì mã thẻ đi kèm sẽ có những cái cụm gì đi kèm đó, nó nhiều thứ nhiều khê lắm, nhưng mà ở đây thì mình gọn lại: có mã thẻ, có loại thẻ, có mã khách hàng. Dĩ nhiên đó là anh này anh phải chạy qua bên đây ảnh lấy dữ liệu từ bên đây rồi, đúng không? Phải mã khách hàng có rồi thì mới có mã thẻ được. Tại vì dĩ nhiên bên trong nãy bạn mình đã nói đó, bên trong là có gì? Số dư phải không? Số dư tài khoản phải không? Rồi, thứ tư, thực thể thứ tư, giao dịch cần có gì? Dạ, có nhân viên, có khách hàng, mã nhân viên, mã khách hàng. Mã nhân viên. Rồi, có mã khách hàng tới giao dịch. Rồi gì nữa? Dạ. Có thể là có mã thẻ. Rồi mã thẻ. Rồi gì nữa? Dạ, nơi giao dịch, loại giao dịch, khung giờ giao dịch. Vâng. Rồi, nơi giao dịch. Nói chung là thông tin về cái việc giao dịch, đúng không? Dạ. Thời gian giao dịch. Rồi đó, nói chung 3 chấm, nhiều thông tin. Bây giờ mới hỏi nè: mã nhân viên, mã khách hàng, mã thẻ, ba đứa này đều là khóa chính ở nơi khác. Vậy bây giờ khóa chính của cái giao dịch này sẽ là cái gì? Cái gì mà để giúp phân biệt giữa giao dịch này với giao dịch khác? Một mã giao dịch luôn cô, một mã mới. Một cái mã mới, có mã giao dịch nữa. Dạ. Rồi vậy là ba cái anh kia chỉ là chạy về bên kia lấy dữ liệu thôi, chứ anh này mới là khóa chính. Dạ. Thấy có dư cái gì không mấy đứa? Suy nghĩ rồi. Có dư không? Cả lớp. Dư mã khách hàng ạ. Không, cô dư mã nhân viên cô. Tại sao dư mã nhân viên mà tại sao dư mã khách hàng? Đâu giải thích con, cứ mạnh. Dạ, dư mã khách hàng là vì nó có thể lấy mã khách hàng trong mã trong thẻ ạ. Đúng rồi, có mã thẻ rồi quan tâm mã khách hàng chứ. Rồi, anh này dư nè. Đó, dư thừa, không cần. Rồi, các bạn nói không cần mã nhân viên, tại sao? Mã có ai nói không cần mã nhân viên á? Không cần mã nhân viên là sai nha. Tại sao? Giao dịch đó không có giao dịch với nhân viên nào trong ngân hàng là chết á. Đứa nào chịu trách nhiệm? Lỡ nó chi sai, nó ủy quyền sai thì sao? Đúng không? Nó rút sai thì sao? Thủ tục nó sai thì sao? Phải có mã nhân viên. Được chưa? Đó, sơ lược thôi. Đây là bốn đối tượng cần thiết. Rồi, hình dung hơi gọi là hơi hớm một xíu của việc chọn các thực thể để lưu trữ chưa? Rồi, để cho vài phút cho ngắm. Từ từ ha. Rồi, thu nhỏ cái màn hình bên lại một tí. Rồi, có ai thắc mắc cái gì hay là vẫn không hiểu là theo yêu cầu cô nãy em không hiểu tại sao ra mấy cái này thì cứ nêu. Như vậy rõ ràng bạn thấy à, dựa trên kinh nghiệm thực tế, dựa trên thực tiễn cuộc sống. Cho nên bạn thấy nếu mà bạn mới bước ra, bạn chưa có kinh nghiệm gì trong cái mảng về phân tích dữ liệu này hết, bạn nói bạn muốn là cái người đi ngồi phân tích thiết kế database, không ai cho làm đâu. Không ai cho làm đâu.
Rồi, như vậy là có thể xác định được các thực thể rồi phải không? Mai mốt cho cái bài tập nêu ra cái yêu cầu requirement, kêu ngồi suy nghĩ ra thực thể nha. Rồi sau khi có thực thể là mới ngồi suy nghĩ ra sự mối quan hệ giữa các thực thể. Đó. Còn mấy bữa đầu thực hành này thì còn cho sẵn đúng không? Cho sẵn một cái lược đồ cơ sở dữ liệu là đã có hết rồi. Chỉ ngồi tạo bằng tay trước thôi để cho quen thao tác. Rồi tới chừng từ từ là phải tự là mình xây dựng cái lược đồ đó. Rồi xong sau khi tự xây dựng được rồi, mai mốt không dùng bằng tay nữa, dùng bằng lệnh. Tạo database, tạo xong rồi thay vì dùng lệnh bằng tay để ngồi truy vấn dữ liệu thống kê thì bây giờ là hay cũng dùng ngôn ngữ nào đó môi móc dữ liệu lên, à, nói một cái từ vui vui là môi móc dữ liệu lên phục vụ cho nhu cầu của mình đó. Môn này chỉ có trọn vẹn vậy thôi. Dĩ nhiên trong quá trình thiết kế sau khi xây dựng được những cái anh này được chưa, những cái anh mà sơ lược về mô hình này, mọi người còn phải nắm một số những cái quy tắc kết hợp giữa các cái dữ liệu để có thể truy xuất được dữ liệu hoặc là lấy dữ liệu phục vụ cho nhu cầu của mình. Đó là những cái vấn đề mà mình cần. Rồi tiếp tục. À, vậy là thực thể xong nha. Đó, cách xác định một cái tập thực thể. Rồi bây giờ mình sang tiếp theo. Thuộc tính. Là cái hồi nãy thực tế là mọi người cũng đã xây dựng rồi. Là trong một thực thể, mọi người cần lưu trữ những đặc tính riêng biệt nào của cái loại thực thể nào đó. Thì nó sẽ được gọi là đặc tính riêng biệt. Được chưa? Tức là thực thể đó, đối tượng đó cần có những đặc tính này thì mình sẽ tiến hành đưa nó vào trong tập thuộc tính. Ví dụ tập thực thể nhân viên sẽ có họ tên, sẽ có ngày sinh, sẽ có địa chỉ, nó được gọi là thuộc tính. Và những thuộc tính này nó là những giá trị lưu trữ theo trạng thái kiểu dữ liệu, có thể là kiểu chuỗi, có thể là kiểu số nguyên, cũng có thể là kiểu số thực, à, hoặc là những cái giá trị số đặc thù của nó. Rồi. Đó là thuộc tính. Còn mối quan hệ là cái một giống như một cái sợi dây liên kết giữa hai hay là nhiều thực thể lại với nhau. Tức là ví dụ như hồi nãy mình có khách hàng đúng không? Thực thể khách hàng với là thực thể giao dịch. Chúng nó có mối quan hệ với nhau không? Có. À, có. Bạn cũng có thể cho nó là mối quan hệ trực tiếp thông qua mã khách hàng với nhau. Cũng có thể là bây giờ mỗi lần khách hàng đi tới là phải có mã thẻ, giao dịch theo thẻ. Cho nên nó là nó có mối quan hệ gián tiếp với nhau thông qua một thực thể khác là thực thể thẻ giống như lúc nãy. Như vậy thì tức là giống như là giữa hai anh đó có thông tin gì cần phải hỗ trợ qua lại với nhau hay không, nó được gọi là sự liên kết. Được chưa? Ví dụ giữa tập thực thể nhân viên đi với lại phòng ban nó có mối quan hệ không? Có. Tại vì một nhân viên thì nó sẽ thuộc một phòng ban nào đó. À, ví dụ như là đi vào một công ty có phòng kinh doanh, nó có phòng IT, nó có phòng marketing đúng không? Hoặc là phòng kế toán thì mỗi một nhân viên nó sẽ thuộc về một phòng ban. Và một phòng ban thì nó có một nhân viên làm trưởng phòng. Vậy các anh chàng trưởng phòng đó nó cũng phải thuộc trong danh sách nhân viên chứ. Nhưng mà chẳng qua là chức vụ của nó là chức vụ trưởng phòng thôi. Được chưa? Như vậy hễ như mà nói về cái mối liên hệ thì mọi người phải xét mối quan hệ hai chiều. Chiều từ đứa thứ nhất qua đứa thứ hai và chiều từ đứa thứ hai quay ngược về đứa thứ nhất, coi chúng nó có mối quan hệ với nhau như thế nào. Đó là cái cách mà mọi người tìm hiểu được cái sự kết hợp giữa hai đối tượng. Đó, dừng lại vài phút. Có thắc mắc cái gì tới ở bước này thì nói xong sau đó mình vào những cái phối hình mà mình sử dụng trong lược đồ thực thể quan hệ để mình mô phỏng đó.
Rồi, không thấy ai hỏi gì. Rồi, bây giờ đây là những hình để mình biểu diễn giữa thực thể với lại thuộc tính, với lại tên của các cái quan hệ. Như vậy thì đầu tiên, cái lược đồ thực thể quan hệ, thực thể là viết tắt cái từ entity đó, nó lấy chữ E đầu tiên. Rồi cái sự kết hợp của nó là nó thể hiện cái mối quan hệ là cái relationship đó, hoặc là cái relation cũng là nó thể hiện cái sự quan hệ đó. Là đồ thị biểu diễn các cái tập thuộc tính với là thực thể đi kèm với là các mối quan hệ. Như vậy thì hệ mà nói về một đỉnh, một đỉnh thì thường nó sử dụng một trong ba trạng thái này. Một á, là thực thể, tức là ví dụ thực thể nhân viên thì nó thể hiện nó là một cái hình chữ nhật, nó ghi cái tên thực thể bên trong. Thì thường thực thể ở đây mọi người thấy nó để không có dấu tiếng Việt là tại sao? Tại vì á, là khi mà đưa vào database á, thì tên các thực thể này là tên các cái table và bên trong là không sử dụng dấu tiếng Việt. Đó là cái đặc thù của nó thôi chứ không có gì cả, cũng giống như chơi như là trong lập trình của mình vậy đó nha. Rồi thứ hai là trong một thực thể thì nó sẽ có nhiều thuộc tính, phải không? Như vậy thì thuộc tính á, nó sử dụng hình này giống như là hình hình oval, phải không? Hình oval thì mỗi một thuộc tính nó để cái tên thuộc tính bên trong một hình oval. Như vậy chắc chắn một thực thể sẽ có nhiều thuộc tính. Cái thành phần thứ ba là cái mối quan hệ. Mối quan hệ giữa các cái thực thể với nhau thì nó sử dụng đó là hình thoi, nó thể hiện cái tên của quan hệ nằm ở bên trong. Còn các cái cạnh ha, cạnh là đường nối giữa là đường nối giữa chung. Như vậy thì có thể là đường nối giữa một cái tập thực thể và một cái thuộc tính. Cũng có thể là nối giữa tập thực thể với nhau. Được chưa? Mối quan hệ và tập thực thể tức là thể hiện giữa cái anh hình thoi này nè với lại hình chữ nhật. Hoặc là giữa hình chữ nhật với lại tên các thuộc tính. Nếu như giữa là tên thuộc tính với lại tên của tập thực thể mà sử dụng cái đường gạch là thể hiện là thực thể đó có những thuộc tính như vậy. Còn nếu như mà là đường nối giữa thực thể này với lại mối quan hệ thì là thể hiện cho biết là cái thực thể đó sẽ có mối quan hệ với cái thực thể còn lại ở cái đầu khác của cái phần quan hệ. Tại vì thằng quan hệ thì chắc chắn là sẽ có hai cái phần đầu giữa hai thực thể. Thì hai cái đường nối là thể hiện cho biết đó là cái anh này sẽ theo cái đường nối này, theo cái mối quan hệ như vậy với là cái thực thể còn lại ở cái đầu bên kia. Đó là cái những cái hình cơ bản nhất khi mà người ta sử dụng đối với anh này. Rồi, đây là một cái ví dụ. Ví dụ như là mình có thực thể nhân viên, thực thể phòng ban, thực thể đề án. Tức là trong một công ty thì có nhiều đề án, phải không? Tức là giống như dự án vậy đó. Dự án thứ nhất, dự án thứ hai thì mỗi dự án mà là có thể là có một phòng ban nào đó phụ trách. Ví dụ đề án đó là đề án về marketing, nó sẽ đưa về cho phòng marketing hoặc giả sử là phòng kinh doanh đi. Nhưng mà nếu những cái đề án về mặt phần mềm thì nó sẽ đưa về cho phòng IT, giả sử về chẳng hạn. Như vậy mình sẽ có 3 thực thể mình cần quản lý xây dựng trong một cái lát cắt cơ sở dữ liệu lưu trữ về thông tin làm việc của các cái đề án. Như vậy mình sẽ có nhân viên, mình sẽ có phòng ban, mình sẽ có đề án. Như vậy trong nhân viên á, thì mình cần có, này nó sơ lược thôi chứ dĩ nhiên phải có mã nhân viên đồ này kia nữa, phải không? Để có họ tên nhân viên, giới tính, ngày sinh, đúng không? Mức lương của nó, địa chỉ. Nhưng mà thường nó mức lương nó sơ cỡ vậy thôi chứ thường người ta không có lưu mức lương. Người ta lưu gì? Người ta lưu hệ số lương. Được chưa? Hệ số lương. Rồi phụ cấp lương. Cái này tại mình nói chung chung thôi là mới là lương, mình chưa chi tiết hóa. Như vậy thì mỗi nhân viên này là một cái thực thể, nó có các thuộc tính. Đó là mấy cái hình oval vậy nè. Đó, đây là các thuộc tính của nó. Rồi bên phòng ban thì nó có thuộc tính là tên phòng ban. Dĩ nhiên bên ngoài thực tế nó còn có mã phòng ban, nó còn có cái này cái kia nữa. Rồi đề án thì nó sẽ có tên của cái đề án đó, địa điểm diễn ra cái đề án đó, tức là diễn ra ở đâu, miền Trung, miền Bắc hay là đâu, giả sử vậy chẳng hạn. Được chưa? Rồi bây giờ mới là xây dựng cái mối quan hệ giữa các cái thực thể này. Được chưa? Bây giờ nhân viên thì sẽ có mối quan hệ với phòng ban không? Có, nhân viên nó sẽ thuộc một phòng ban.
Và dĩ nhiên phòng ban thì nó cũng sẽ có nhân viên. À, như vậy thì lúc này sẽ có cạnh nối giữa nhân viên với lại cái mối quan hệ. Tương tự từ cái mối quan hệ này tới phòng ban cũng sẽ có cạnh nối. Thì cái mối quan hệ này chính là mối quan hệ làm việc. Tức là nhân viên này nó làm việc trong phòng ban. Hoặc là nói nôm na là phòng ban này á, là nó có các nhân viên làm việc. Dùng chiều xuôi chiều ngược thì cũng được hết. Rồi, chưa kể nó có mối quan hệ thứ hai không? Có. Đó là trong danh sách các nhân viên sẽ có một người làm trưởng phòng. Như vậy đó là mối quan hệ là trưởng phòng. Dĩ nhiên mỗi phòng ban thì có thể là chỉ có một trưởng phòng thôi. Phó phòng thì có thể là hai ba phó phòng, nhưng mà trưởng phòng thì chỉ có một, tức là trưởng một đơn vị đó. Như vậy thì nó có thể tạo ra một cái mối quan hệ thứ hai. À, mối quan hệ thứ hai. Rồi, đó là hai mối quan hệ giữa nhân viên với lại phòng ban. Rồi giữa phòng ban với lại đề án có mối quan hệ không? Có, đó là đề án nó thuộc về phòng ban nào phụ trách. Phòng ban nào giống như chịu trách nhiệm chính vậy đó. Đứng ra là coi như là gánh mũi chịu sào đó ha. Đứng mũi chịu sào đó. Rồi coi như làm từ A đến Z với cái đề án đó, chịu trách nhiệm chính. Thì coi như là phòng ban nó sẽ có mối quan hệ với đề án là nó phụ trách. Dĩ nhiên có thể nói chiều ngược lại là một đề án nó thuộc cái sự phụ trách của một phòng ban. Rồi, giữa nhân viên với lại đề án có mối quan hệ không? Có luôn. Tại vì có thể nhân viên đó nó thuộc một phòng ban này. Cái phòng ban này nó có cái đề án đó, nhưng mà không phải tất cả nhân viên trong phòng ban đó là đều làm đề án này. Ví dụ như giờ phòng ban nó có 10 người thì chắc chắn là 10 đứa đó đều là nhân viên hết phải không? Nhưng mà nó thuộc cái phòng ban đó. Nhưng mà bây giờ phòng ban nó đang có tới 3 cái đề án. Như vậy thì có thể là 3 đứa này nó thuộc đề án thứ nhất, 3 đứa kia nó thuộc đề án thứ hai, 3 đứa kia nó thuộc đề án cuối cùng, còn ông trưởng phòng á, quản lý chung. Như vậy thì rõ ràng nếu như bạn chỉ để mối quan hệ gián tiếp giữa nhân viên với lại phòng ban, rồi phòng ban tới đề án là chưa đủ. Tại vì rõ ràng sẽ có những nhân viên được phân công vào đề án này, có những nhân viên được phân công vào đề án khác, hoặc thậm chí có nhân viên nó không được phân trong những đề án đang có. Như vậy thì bắt buộc phải xây dựng thêm một cái mối quan hệ nữa cho hợp lý là nhân viên với lại đề án. Như vậy thì giữa nhân viên với đề án nó là mối quan hệ phân công. Nhân viên nào được phân công vào đề án nào? Hoặc có thể nói theo chiều ngược lại. Đề án phân công những nhân viên nào thực hiện nó. À, như vậy đó là cái cách mình xây dựng cái mối quan hệ giữa những cái anh này. Tức là bạn phải xét mối quan hệ nhiều chiều. À, để vài phút có gì thắc mắc thì trao đổi luôn các bạn.
Rồi, có gì thắc mắc không? Rồi, vậy bây giờ mình sang phần tiếp theo. Thể hiện của một cái lượt đồ thực thể kết hợp. Một cái cơ sở dữ liệu nó được mô tả bởi một lượt đồ thực thể kết hợp thôi, thì nó sẽ chứa đựng những cái dữ liệu cụ thể. Tức là khi mà nó đã được xây dựng bởi cái lượt đồ này rồi, đã thống nhất rồi, nó có dữ liệu cụ thể vào bên trong, thì nó được gọi là những thể hiện cơ sở dữ liệu đó. Tức là dĩ nhiên nó phải dựa vào sự kết hợp, nó quy định về những cái dữ liệu cụ thể lưu trữ, kiểu dữ liệu ra sao, thì nó được gọi là thể hiện cơ sở dữ liệu. Như vậy mỗi một tập thực thể nó sẽ có tập hợp hữu hạn các thực thể. À, nghe lại nha, mỗi một tập thực thể sẽ có tập hợp hữu hạn các thực thể. Nãy tập thực thể là gì? Ví dụ thực thể nhân viên, tập hợp nhiều nhân viên đó là một tập thực thể đúng không? Tức là phải đếm được đó là có bao nhiêu nhân viên ha. Như vậy giả sử tập thực thể nhân viên thì có các thực thể là nhân viên thứ nhất, nhân viên thứ hai cho đến nhân viên thứ n, tức là đi đếm được đó. Bạn gọi mỗi một dòng dữ liệu khi thêm vào nó là một cái record, thì tức là bạn đếm được cái số lượng record đó, chứ nó không có gì hết trơn, nó vậy thôi. Câu thứ hai, đặc trưng thứ hai, mỗi một thực thể nó sẽ có một giá trị cụ thể tại mỗi thuộc tính. Tức là mỗi nhân viên thì nó có nhiều thông tin phải không? Mỗi thông tin là một thuộc tính mình đã được xây dựng, thì nó sẽ có một thông tin cụ thể. Ví dụ nhân viên thứ nhất, nó có tên nhân viên là Tùng, nó có ngày sinh, nó có giới tính, đúng không? Tương tự nhân viên thứ hai nó cũng có những thông tin như vậy. Nhưng mà bạn cần chú ý không lưu trữ lượt đồ thực thể kết hợp trong cơ sở dữ liệu. Tức là tại vì nó chỉ mới là khái niệm trừu tượng thôi. Bạn dựa trên nó để bạn phát triển tiếp á, thì được. Được chưa? Và lượt đồ thực thể kết hợp này nó chỉ giúp mình thiết kế cơ sở dữ liệu trước khi chuyển vào dưới dạng các cái quan hệ và chuyển dữ liệu xuống mức vật lý. Tức là chỉ là cái cấp cao ở trên để cho mình mô phỏng. Sau đó mình không có dùng nó để mình đưa vào máy được đâu, đưa vào các hệ quản trị được đâu. Mà mình phải chuyển các mối quan hệ đó và dữ liệu đó xuống cái mức vật lý, đó là cái cách làm sao để có thể thiết kế được trên một hệ quản trị cơ sở dữ liệu. À, đó là các cái điều lưu ý đối với lại cái lượt đồ thực thể kết hợp này của mình. Rồi bây giờ mình tìm hiểu một cái mối quan hệ, tức là một cái sự thể hiện. Thì khi mà bạn nói về thể hiện của cơ sở dữ liệu là còn chứa những cái mối quan hệ cụ thể ở bên trong. Bạn cho một cái mối quan hệ R, nó kết nối với N tập thực thể E1, E2 đến EN nào đó. Thì cái thể hiện của R là tập hợp hữu hạn các cái danh sách E nhỏ 1 cho đến E nhỏ N. Trong đó từng cái thằng E nhỏ này là giá trị được chọn từ các tập thực thể E. Để cho 2-3 phút đọc kỹ cho cô bốn dòng đầu tiên và hiểu không, trước khi cô giải đáp nói tiếp, chứ để mất công nó đang ngồi nghe ông giữa mấy cái từ là mối quan hệ. Một thể hiện nha, một thể hiện của cơ sở dữ liệu nó còn chứa các mối quan hệ cụ thể. Ba cái thông tin, thứ nhất bạn cho một cái mối quan hệ R, nó kết nối N tập thực thể với nhau. Được chưa? Thì mỗi tập thực thể là một cái E. Thì mối quan hệ là chúng nó kết hợp với các thực thể. Thể hiện của R, tức là thể hiện của cái mối quan hệ đó, đó là một tập hợp hữu hạn các cái danh sách của những cái giá trị được chọn từ các tập thực thể E lớn thứ Y. Từng tập thực thể E lớn là ví dụ như tập nhân viên, đúng không? Tập phòng ban, tập đẻ. Bây giờ bạn có mối quan hệ giữa chúng nó, thì một cái mối quan hệ R nào đó làm có thể đếm được các cái danh sách của những thằng E nhỏ, mà E nhỏ là các giá trị được chọn từ tập thực thể, tức là chọn đại một cái tập thực thể nào đó đi, của tất cả các tập, đúng không? Ví dụ như là một tập thực thể nhân viên
Thì từng cái âm nhỏ như vậy nó được gọi là một cái thể hiện. Để cho một cái thể hiện. Ví dụ như bạn xét cái mối quan hệ giữa nhân viên nó làm việc trong phòng ban. Đây là mối quan hệ làm việc, đúng chưa? Như vậy thì bạn đang có hai tập thực thể là nhân viên và phòng ban. Thì khi đó bạn nói về cái việc đó là thể hiện một cái mối quan hệ, nó chính là một cái dòng dữ liệu nào đó trong một tập thực thể được lựa chọn tương ứng với nhau khi quan hệ. Ví dụ nhân viên thì sẽ có là tại một cái bạn nào đó tên Tùng, nó làm việc trong phòng nghiên cứu, hay là một bạn nào đó làm phòng điều hành, hay là một bạn nào đó làm phòng quản lý. Như vậy nếu như bạn nói cái mối quan hệ giữa bạn Tùng làm việc trong phòng nghiên cứu và thể hiện như thế này, nó được gọi là một cái sự thể hiện của mối quan hệ nhân viên và phòng ban. À, đó là cái việc gọi bằng đúng cái cụm từ của nó là mối quan hệ thể hiện, hay nói nôm na gọi ngược lại, thể hiện của một cái mối quan hệ. Rồi, tiếp nha. Bây giờ mình đi xác định cái mối quan hệ giữa hai cái tập thực thể để mình biết cái tính chất của nó là mối quan hệ như thế nào với nhau. Hay nói nôm na đó là bình thường bạn thấy những cái giá trị cho biết những cái hạn định số lượng ở bên cái thực thể này có mối quan hệ thế nào với lại cái thực thể khác. Như vậy thì khi bạn xét một mối quan hệ tạm gọi là mối quan hệ nhị phân, tức là mối quan hệ giữa hai cái tập thuộc tính, hai cái tập thực thể, xin lỗi, thì giả sử hai tập thực thể đó là F và E, ví dụ thực thể nhân viên với lại thực thể phòng ban hồi nãy đi, giả sử như vậy đi ha, thì như vậy thể hiện của một cái tính kết hợp ha, bao gồm có những cái đặc tính sau đây. Thứ nhất là đặc tính một nhiều, thứ hai là đặc tính một một, và thứ ba là thuộc tính theo kiểu nhiều nhiều, tức là nó có nhiều cách để nó hiển thị, hoặc nó có một cách thứ tư nữa, đó là cái cách theo thể hiện tính chất min max. Rồi vậy bây giờ cái cách thứ nhất nó là một nhiều thì tức là gì? Nếu như bạn để cái thằng một ở bên thằng F, cái thằng n ở bên thằng E, một là thể hiện cho một, còn n tức là nhiều đó, là thể hiện một E có quan hệ với nhiều F, tức là cái thằng nào gần với nó nhất, một E sẽ có mối quan hệ nhiều với F, và thằng F á, cái đầu đi ra của nó là một, thì tức là một F sẽ có mối quan hệ với một E, được chưa? Hay nói nôm na là nếu mà xây dựng theo kiểu như vậy thì thằng E mà đi qua thằng F, nhiều thằng E ha, nhiều thằng E nó khác với lại việc một thằng E quan hệ với thằng F. Tại vì sao? Thằng E đầu của nó là N, tức là nó có thể tiếp cận được với nhiều thằng F. Như vậy nhiều thằng F bên kia có mối quan hệ với một thằng E ở bên đây, tức là trực thuộc một thằng E ở bên đây. Nhưng mà một thằng F đầu gần với nó là đầu một, thì tức là một cái dòng dữ liệu bên thằng F ứng với lại một đứa bên thằng E nha. Rồi còn nếu mối quan hệ một một thì tức là một thằng E quan hệ với một thằng F, và một thằng F quan hệ với lại một thằng E. Nhiều nhiều thì tức là một E quan hệ với nhiều F,
một em có thể quan hệ với nhiều em. Đó là cái cách thể hiện các cái mối quan hệ giữa hai cái tập thực thể với nhau. Còn cái cách mà thể hiện thứ tư, cái cách thể hiện thứ tư là min với là max, thì tức là giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất nó được đặt trong một cặp dấu mặt đơn, mỗi giá trị cách nhau bằng dấu phẩy. Nếu như bạn sử dụng xây dựng tính chất của min max thì bạn sẽ thể hiện là bạn chỉ định mỗi một thực thể e nhỏ nào đó trong cái tập e, mà thằng tập e này tức là tập thực thể, mà mỗi nói mỗi một anh thực thể e nhỏ tức là giống như mỗi một dòng dữ liệu vậy đó, tức là mỗi một nhân viên hay là mỗi một phòng ban, thì nó sẽ tham gia ít nhất và nhiều nhất vào mối thể hiện của R. Ít nhất là theo giá trị min và nhiều nhất là theo giá trị max. Như vậy những trường hợp có thể xảy ra là 01, 0N, 11, 1N. Như vậy thì tức là sao? Bên hàng E tham gia ít nhất là mấy, nhiều nhất là vào bên đây. Như vậy nếu E mà ngay đây đó là 0, 1 với lại thằng S thì tức là gì? Ít nhất là không thằng E này, sao các bạn, có mối quan hệ với lại thằng bên F, nhiều nhất là 1. 1, 1 là coi như lúc nào cũng chỉ là 1 E ứng với 1 F. Nếu là 0 N thì tức là mỗi một cái thằng dòng dữ liệu ở bên thằng E tham gia ít nhất là không có tham gia đứa nào hết liên hệ với thằng F, nhưng mà nhiều nhất là có thể có nhiều. Tương tự với một hoặc nhiều là cũng như vậy. Và thể hiện bạn cho cái chiều ngược lại từ thằng F đi qua. Được chưa? Thằng F đi qua. Rồi vậy bây giờ cho bạn một vài cái ví dụ nè. Ví dụ bạn có phòng ban với là nhân viên. Được chưa? Bạn có phòng ban với nhân viên. Thì ở bên cái thằng phòng ban thì bạn thấy là một phòng ban nó sẽ phải có ít nhất là một nhân viên thì nó mới ra được cái phòng ban chứ phải không? Nó cũng có thể có nhiều nhân viên. Nhưng mà thì nếu mà bạn thể hiện mối quan hệ theo kiểu của min max á, thì bạn sẽ thể hiện là 1,N ở đầu phòng ban. Tức là mỗi một phòng ban nó sẽ có mối quan hệ với lại một nhân viên ở bên kia là ít nhất, và nhiều nhất là nhiều nhân viên ở bên kia. Tức là nó có thể chứa một, cũng có thể có chứa nhiều á. Còn cái thằng nhân viên á, thì mỗi nhân viên là nó chỉ có phụ một phòng ban thôi, và đứa nào là nó cũng phải có một phòng ban cụ thể chứ nó không thể vô gia cư ha. Thì anh đó sẽ là mối quan hệ một nhân viên, và chỉ một nhân viên nó sẽ thuộc một phòng ban. Được chưa? Một nhân viên là chỉ thuộc một phòng ban. Còn nếu ví dụ như bạn nói giữa nhân viên với lại đề án, có thể có nhân viên đó, nó được phân đề án, có thể nó được phân nhiều không? Có luôn. Có thể một lần nó làm 2-3 đề án, nhưng cũng có thể tại thời điểm đó nó không thuộc đề án nào hết. Tức là nó không được phân công việc vào đề án nào. Như vậy thì bạn sẽ sử dụng mối quan hệ 0N dành cho cái thằng nhân viên. Nói nôm na dịch ra là một nhân viên á, nó có thể không tham gia đề án nào, hoặc cũng có thể là nó tham gia vào rất nhiều đề án. Được chưa? Còn cái mối quan hệ mà là trưởng phòng á, thì mối quan hệ là trưởng phòng á, thì nếu mà xét mối quan hệ từ nhân viên qua đó, thì một nhân viên á, nó có thể là trưởng phòng của một phòng ban thôi là tối đa, nhưng mà có thể nó chưa phải là trưởng phòng, tức là nó chỉ là nhân viên bình thường. Như vậy mối quan hệ của nó thể hiện theo kiểu min max sẽ là 0,1 nha. Đó là một số những cái cách thể hiện cái mối quan hệ giữa những cái thực thể với nhau. Rồi để một vài phút cho mọi người ngắm những cái ký hiệu này, có gì thắc mắc thì hỏi.
Rồi được chưa? Ổn các cách gọi chưa? Vậy thì bây giờ còn lăn tăn cái gì ở cái ví dụ ở bên trên số 1 không? Trên số 1 là mối quan hệ giữa sinh viên với lại học phần đó. Rồi học phần với lại môn học. Nhìn lại một xíu ha. Cô dừng lại slide bên chương 2, cô bật lại slide chương 1, cô hỏi ngay đó để coi các bạn còn lăn tăn gì ở cái việc cái mối quan hệ này hay không. Đây. Nhìn vào mối quan hệ giữa sinh viên với học phần và với môn học thôi nha. Rồi cho vài phút. Còn gì thắc mắc thì các bạn trao đổi luôn nè, trước khi mình sang phần tiếp theo. Rồi, nhìn như vậy thì phát biểu thế nào? Ai phát biểu lại giùm đi. Đầu tiên, sinh viên với học phần. Ngay sinh viên là 1N, học phần là 0N. Học phần có mối quan hệ với lại môn học. Từ học phần đi ra là 1, 1. Môn học là 0N. Từ môn học đi qua với lại các anh về điều kiện. Nó là mối quan hệ 0N. Có ai xung phong không? Cô là một sinh viên có thể học được nhiều học phần. Sinh viên có thể học được nhiều học phần. Rồi sao nữa? Nhưng mà một học phần thì có thể không có sinh viên nào theo học và cũng có Chưa, thể bạn đang nhiều. phát biểu cái mối quan hệ 1N này trước mà, đúng không? Dạ, là một Tại sinh vì phải viên. nói đầy đủ tính chất của min max trước đã. Em biết là một là chỉ có một sinh viên theo học theo một học phần. Không, sai. Đang nói từ mối quan hệ từ sinh viên qua học phần. Thì tức là min từ đầu của sinh Là viên sinh viên không chỉ có thể là min là một là sinh viên có thể học đúng học phần thôi, đem. và một Ừ. sinh Rồi viên tối đa là là nhiều học phần. ừ, rồi. Mối quan hệ 0N từ học phần đi qua. Min là không là một học phần có thể không có sinh viên nào theo học, Ừ. và max là nhiều là một học phần có thể có nhiều sinh viên theo học. Rồi, ok. Rồi giữa học phần với lại môn học. Không thấy xung phong nữa, kêu. Nãy giờ chưa kêu. Đúng không? Nãy giờ chưa kêu. Chưa kêu thì giờ kêu. Đâu cái file Excel của tôi đâu rồi? Đây. Giờ kêu ngẫu nhiên ha. Nãy giờ chưa có bạn nào trả lời một cách hoàn hảo hết. Từ từ. Rồi, bạn số 13. Số 13 là bạn Đặng Công Định. Rồi, bạn biểu cho cô mối quan hệ giữa học phần với lại môn học. Cô là trong một học phần nó chỉ duy nhất là một môn học, mối quan hệ một môn. Một và chỉ một môn học. Một học phần nó chỉ thuộc một và chỉ một môn học. Rồi, tương tự môn học qua học phần. Cô là một trong một môn học này nó sẽ có ít nhất là không có học phần nào và nhiều nhất là có nhiều học phần. Tại sao có nhiều học phần? Giải thích thực tế nghe coi. Cô là tại vì khi mà
ví dụ thực tế ví dụ như là một tiết học thực hành mà đông quá người ta có thể chia ra thành là nhiều lớp nên sẽ có nhiều mã học phần. À đó hợp lý rồi, hoặc là ví dụ như cái môn cùng là cái môn học cơ sở dữ liệu này nhưng mà nó có nhiều cái mã học phần giờ lý thuyết phải không? Dạ. Đó, rồi ok cảm ơn bạn. Rồi có bạn nào không phát biểu được hai cái này không? Rồi bây giờ phát biểu tiếp nhờ tới mối quan hệ về điều kiện của môn học đó. Điều kiện của môn học đó, nó đi vào cái điều kiện đó, nó cũng là mối quan hệ không n. Mà từ điều kiện đi vào môn học tức là theo hình chế của môn học sau đó, hình thức của môn học sau nó cũng là không n. Như vậy phát biểu như thế nào? Đầu kêu nha. À, bạn mình nó cũng ví dụ được đúng không? Vô cộng. Hồi nãy các bạn hồi nãy mà nói mối quan hệ sinh viên với học phần là tên gì á? Dạ anh Quân con. Anh Quân, rồi thôi khuyến khích cũng được. Rồi thôi cho cộng. Hồi nãy có cái bạn nó nói về cái nhân viên này nè. Là bạn tên gì cô quên mất rồi. Dạ em tên Trương Văn Tông. Trương Văn. Trương Văn gì? Dạ Trương Văn Công ạ. Trương Văn Công. Dạ. Rồi đây ok. Để em cảm ơn. Rồi. Bây giờ kêu bạn khác, bạn phát biểu cho cô nghe cái mối quan hệ này nha. À cái mối quan hệ môn học, điều kiện môn học trước, điều kiện môn học sau này. Rồi, random. Số 1, Alin. Dạ có em cô. Rồi. Thưa cô là môn học là có thể có học nhiều nhiều môn học trước, ví dụ mình học nhiều môn trước rồi tới hoặc có môn thì mình không học môn nào. Là sao nói rõ ra chưa hiểu. Môn học có liên kết môn học trước nó sẽ có điều kiện và điều kiện đó nó đi theo cái tính chất là không với n thì không là sao mà n là sao, phát biểu lại. Dạ thưa cô là không là kiểu như môn đó không bắt buộc học môn học trước, còn n là môn đó phải bắt học nhiều môn học trước, như mình học giải tích 1 mình mới được học giải tích 2. Tức là như nó mình... là môn học trước của người ta hay là nó cần môn học trước? Dạ ví dụ là môn thể chất 2 mình phải học qua thể chất 1 mình mới được học thể chất 2. Vậy thì bây giờ cái môn học này em đang nói đó là thể chất 1 hay thể chất 2? Dạ thưa cô là thể chất 2. Chắc không? Đi theo mối quan hệ môn học trước nha. Dạ thưa cô là thể chất 1. Ờ đúng rồi, tức là môn học này nó phải là môn học trước của đứa nào thì nó có thể là không là môn học trước của đứa nào. Nó cũng có thể là môn học trước của rất nhiều môn ở phía sau. Dạ. Nhưng mà mối quan hệ từ cái điều kiện không n mà đi xét ngược về cho cái mối quan hệ đó là môn học á thì nó khác nha các bạn. Tức là có thể không có môn nào sẽ là môn học trước của môn này. Cũng có thể có rất nhiều môn phải là môn học trước của môn này. Tương tự dành cho phát biểu của môn học sau. Dạ thưa cô là môn học sau có thể môn học sau có thể không học môn nào và có thể học nhiều môn, nhiều môn học trước. Đừng đi theo cái chiều đó nguy hiểm đó. Tức là môn này nó sẽ có điều kiện nó là môn học sau của đứa nào môn hay không? Học tức là nó có thể là môn học sau của một môn nào đó, có thể là của nhiều môn, nhưng nó cũng có thể không phải là môn học sau của môn nào cả. Dạ. Hoặc là bạn xét cái chiều ngược lại, từ điều kiện đi ngược lại thì bạn nói là có thể có rất nhiều môn học sau môn này, nhưng cũng có thể là không có điều kiện nào bắt buộc là phải có một môn nào phải học sau môn này. Dạ đúng không? À, rồi ok. Chưa rõ nha. À, phát biểu còn lộng cộng cho nên là chưa có cộng điểm được nha Alin nha. Dạ cô. Rồi ok. Rồi các bạn khác còn lại có ai lăng tăng gì cái việc phát biểu này nữa không? Cái việc này coi vậy chứ dễ nhầm lắm nha. À, dễ nhầm lắm. Đó, ví dụ ha, mối quan hệ về vai trò là một loại thực thể có thể tham gia nhiều lần trong một mối quan hệ với nhiều vai trò khác nhau. Nhân viên á, nó là người quản lý, đúng không? Nó cũng có thể là quản lý của một nhân viên khác.
nhưng mà cũng có phải là những nhân viên này cũng có thể là được quản lý bởi một ai đó đúng không? Nhưng mà cái mối quan hệ này chính là mối quan hệ môn học hồi nãy mà cô nói đó, phải cẩn thận với những mối quan hệ này. Như vậy đây là mối quan hệ về vai trò, thì khi mọi người phát biểu đó, là một nhân viên nó có thể không là người quản lý của anh, đúng không? Nó không là người quản lý của anh nhưng nó có thể là quản lý của nhiều người. Mà nếu xét theo cái chiều của nó mà được quản lý đó, thì nó có thể không được quản lý bởi ai, hoặc là nó được quản lý bởi một người. Nói vậy thì nó hơi kỳ cục đúng không? Bây giờ nói nôm na là nó theo cái chiều xuôi trước. Nhân viên mà nó là người quản lý đó, thì nó có thể không phải là người quản lý, đúng chưa? Nó có thể đó là gì? Nó có thể có nhiều người quản lý không? Bắt theo chiều đó lại càng thấy nó sai trái. Cho nên bây giờ nếu bạn thấy cái không n nằm ngay từ đầu nhân viên thì bạn sẽ chủ động giùm cô là bạn đi từ cái thằng mối quan hệ bạn đi tới, tức là một nhân viên có thể không có ai quản lý, được chưa? Tức là từ quản lý mà là không có ai là người quản lý của nhân viên này, nhưng cũng có thể là có nhiều người quản lý, hoặc là quản lý này có thể không quản lý nhân viên nào, hoặc là quản lý nhiều nhân viên. Cái chiều đó là cái cách thứ nhất bạn đi. Cách thứ hai, nhân viên được quản lý bởi quản lý, thì nhân viên có thể ít nhất được quản lý bởi một, nhiều nhất là bởi một quản lý. Như vậy nếu bạn đã chọn cái chiều đi từ nhân viên đi qua quản lý ở nhánh dưới, thì cái chiều ngược lại là bạn phải cho cái mũi tên ngược lại, là từ quản lý đi ngược về. Quản lý này nó có thể nó không quản lý nhân viên nào, cũng có thể nó quản lý nhiều nhân viên, được chưa? Tức là bạn phải chọn cái cách phát biểu cho nó phù hợp. Như vậy thì cái anh nào làm chủ thể thì cái mối quan hệ min max sẽ được đặt ở cạnh anh đó, được chưa? Đặt ở cạnh anh đó. Nhưng mà nhắc lại, đối với anh này cách phát biểu tốt nhất nhà mình lựa chọn đó chính là gì? Một nhân viên nó sẽ được quản lý bởi quản lý, bởi một anh chàng quản lý nào đó không biết, nhưng mà quản lý này á nó sẽ là người quản lý của những cái nhân viên nào đó. Cái là cái chiều của mình đó. Vậy như nhân viên nó được quản lý bởi một cái anh chàng quản lý nào đó, cho nên có thể là nó làm sao, nó không được ai quản lý tại thời điểm đó, nhưng mà nếu có quản lý thì nó sẽ có một ông sếp quản lý đó, giả sử như vậy. Còn đối với lại cái việc mà người quản lý nhân viên thì có thể nó không quản lý nhân viên nè, nhiều khi có phòng ban nó có một người đó ha, hoặc nó quản lý nhiều người. Đó là cái mối quan hệ về mặt vai trò. Rồi, đó là những cái thành phần cơ bản nhất đối với anh này. Rồi mình tạm dừng lại ở phần này đi ha, để cho mọi người về mọi người ngắm cái anh này, ngắm cái kiến thức của cái phần này. Sau đó mọi người suy nghĩ, đó là mọi người xây dựng lại cho cô cái những thuộc tính như thế này nè. Đó, mọi người xây dựng cho cô được mối quan hệ. Được chưa? Xây dựng được mối quan hệ. Hồi nãy mình có sơ lược các thực thể này: nhân viên, khách hàng, thẻ, thứ tự giao dịch, phải không? Bạn xác định cho cô được mối quan hệ và bạn đánh số được cho cô các mối quan hệ theo tính chất thể hiện, cũng như là theo các tính chất về gì, về thuộc tính kết hợp của các mối quan hệ này ha, và cả về vai trò. Rồi bữa sau sẽ yêu cầu sửa cái này ha, được chưa? Rồi lưu canh này lại thành cái hình, được chưa? Lưu lại đi đó trên desktop ha, lưu lại dục vô cái slide để mốt nhớ. Rồi đó, rồi anh này phải không? Đó rồi, về đó ha. Xây dựng mối quan hệ, cái này trên slide gửi cho các bạn chưa có đâu nha, cái này là đưa thêm thôi nha, và coi lại video xây dựng mối quan hệ giữa các thực thể. Rồi đó, nhiệm vụ các bạn về xây dựng nó, rồi sau đó bữa sau mình sẽ đi tiếp những cái phần còn lại ha. Rồi điểm danh cái đã, hôm nay là bao nhiêu, 14 tháng 10 đúng không? Rồi Alin, ai có nói có giùm. Dạ có cô ơi. Rồi Kiều Anh,
Dạ có. Tuấn Anh. Dạ có. Hồi nãy là Lê Tuấn Anh, bây giờ là Phạm Tuấn Anh, Dạ có. Trương Tiến Anh, Dạ có. Thái Bảo, Dạ có. Đặng Tuấn Chương, Dạ Trương Văn Công, có. Mỹ Duyên, Cổ Trịnh Mỹ Duyên, rồi bán Hải Dương, Nguyễn Hải Dương. Ván có bạn có chat gì không nhỉ? Có bạn nào chat thì báo giùm cô nha, để lỡ nhiều khi không có không có biết á. Đây nè, đó gì đây, Hải Dương phải không? Hải Dương có phải không? Rồi Trần Đại Dương Có. có, Lý Thành Đạt, Có thôi. Đặng Công Định, Có cô ơi. Ngô Ngọc Sào, Dạ có. Hồ Viết Nam Hải, Dạ có cô ơi. Lại Quang Hải, Dạ có cô ơi. Nguyễn Trung Hiền, Dạ có cô ơi. Nguyễn Hữu Huân, Dạ có cô ơi. Đỗ Liên Hưng, Dạ có. Võ Minh Khôi, Dạ có. Nguyễn Bình Minh, Dạ có. Nguyễn Bình, Dạ có. Phan Mạnh Phú, Phan Mạnh Phú, Có. Ngô Thanh Phúc, Ngô Thanh Phúc vắng nha. Tổng Mi Phượng, Tổng Mi Phượng vắng. Bùi Công Quang, Dạ có. Lê Anh Quân, Dạ có cô. Trần Đoàn Quy, Dạ có cô. Phạm Mạnh Quỳnh, Dạ có. Phùng Đắc Hải Sơn, Dạ có. Đinh Nhật Tân, Dạ có. Phạm Nhật Tân, Dạ có cô. Phan Hoàng Nhật Tân, Dạ có. Nguyễn Trí Thanh, Dạ có. Bùi Mạnh Thành, Dạ có. Trần Minh Thiện, Dạ có. Nguyễn Lê Quốc Trịnh, Dạ xin lỗi, có. Quốc Thịnh có, Ngụy Đoan Toàn, Dạ có. Dương Văn Trí, Có rồi. Lê Đức Trí, Có rồi. Nguyễn Trọng Trí, Wow. Nguyễn Trọng Trí bán ha, Lê Quang Trường. Có em. Rồi rồi coi như là xong lý thuyết. À, thực hành Cô ơi, cô ơi, mình chồng chiến có cô ơi. rồi, ok đó đúng rồi. Rồi đọc lại tên những bạn bắn nào để coi bạn nào bắn là Khổng Mi Phượng nè, Ngô Thanh Phúc, Đỗ Trịnh Mỹ Duyên là ba bạn bắn. À, một xíu thực hành các bạn học sớm một xíu, tức là cỡ khoảng 10 phút nữa, 15:50 nha. À, mình vô mình học sau đó, một tí mình sẽ nghỉ sớm, trước 10 15 phút gì đó ha. Rồi, như vậy là zone qua phòng bên kia lúc 15 giờ 50 nha. Ha, 10 phút nữa rồi xong rồi mình học một xíu mình nghỉ sớm. Rồi, kết thúc buổi học lý thuyết ngày hôm nay nha. Rồi, chào các bạn, một xíu nữa gặp lại. Em chào cô. Dạ em chào cô. Chào cô.